nhưng mà thú y là thú cưng thôi. À, con mèo con sợ không? Không. Dạ không. Con chó? Dạ không. Con chuột? Có, nó sợ con thì đúng hơn. Vậy là con cũng dữ lắm đó con. Dạ. Con sợ y mà cũng có một số con sợ luôn hả? Dạ phải sợ. Nhưng con sợ con gì nhất? Con sợ rắn. Con rắn hả? Dạ. Nhìn nó ghê lắm. Ghê lắm. Chú tưởng đâu học bác sĩ ra mình phải không sợ con gì nhất. Dạ, ví dụ là mình thật ra lúc mình học thì mình cũng học hết, nhưng mà khi mà mình ra trường á thì mình sẽ kiểu như mình sẽ chuyên về cái đó, là điều trị chuyên về con chó con mèo thôi. À, mình giỏi về cái đó thôi. Bây giờ người ta có công ty rồi, cái con về bên kia người ta kinh doanh về cái con mở cái bên là trạm thú y. Chú nói thiệt con á, chú bữa đi khám bệnh á, chú tốn 1,5 triệu à. Chú ẵm con chó chú vô khám bệnh lấy 3 triệu con. Nó mắc con người luôn á. Chú biết tại sao không? Tại vì khi con người á thì mình nói được, nhưng mà chó mèo đâu có nói được đâu. Chú đâu có nói được đâu, chú bệnh chú nói không được mà. Giờ nó mệt mỏi lắm con, thành ra là cái nghề của con nghề hot lắm. Dạ. À, có yêu cầu gì hỏi em không? Có câu hỏi nào khác nữa không? Không, anh thấy em dễ thương. Thế là anh ưng ạ. Ừ, anh ưng. Em tên là Võ Minh Đức, làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là làm về kỹ sư dữ liệu về ngành công nghệ ạ. Công nghệ thông tin. Dạ. Em đến từ Bình Định ạ. Bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh thì Đức làm ở đâu? Dạ, làm ở Tân Bình ạ. Tân Bình, ở với ai? Dạ, hiện tại đang ở với nhà họ hàng ạ. À, tức là ở nhờ nhà họ hàng đúng không? Dạ đúng rồi. Ở đây ở thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu lâu rồi Đức? Dạ, hiện tại ở khoảng 3 năm, tại vì con học ở Hà Nội ạ. Lý lịch thích ngang của nhà trai chúng tôi. Mời nhà gái giới thiệu về mình ạ. Dạ, em tên là Võ Phương Vy ạ, sinh năm 2000, hiện tại là em quê quán ở Biên Hòa, Đồng Nai và đang làm công việc là bác sĩ thú y. Ồ, trời ơi, cái công việc này là nó kiên nhẫn dữ lắm á. Dạ, đúng rồi. Thú y hả? Thú y, bác sĩ thú y. Bác sĩ thú y á hả? Dạ. Dạ. Em đang làm việc ở đâu? Dạ, hiện tại em đang làm ở Biên Hòa, Đồng Nai luôn ạ. Ở Biên Hòa, Đồng Nai luôn, mình sống Biên Hòa, Đồng Nai luôn. Con có lên Đồng Nai chơi nhiều không? Dạ, con chưa đi Đồng Nai. Chưa đi Đồng Nai, lên Biên Hòa chơi chưa? Dạ, chưa luôn. Chưa luôn. Sắp hả? Tới sẽ được lên. Rồi. Bây giờ thì mình nói một chút xíu ưu điểm, khuyết điểm của mình cho nhà gái nghe đi Đức. Dạ, ưu điểm của con là con khéo tay, con nấu ăn được, nấu được nhiều món, con nấu được món Hàn, món Nhật, món Thái, món nào cũng nấu được. Con không biết nấu thì con hay lên mạng con xem rồi con nấu lại ạ. Không biết pha chế nữa. Vậy là nữa là nuôi vợ giỏi rồi đó. Với lại cũng yêu động vật, yêu nhất là mèo. Yêu mèo? Dạ, mèo. Trời, phù hợp bên đây luôn. À, phát triển thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mình có dự định là mình cưới vợ rồi mình ở thành phố Hồ Chí Minh không? Có dự định về quê? Dạ không, tại vì con cũng đang lập nghiệp khởi nghiệp ấy ạ. Khởi nghiệp kiểu như là dạng công ty ấy ạ. Nên là con mong muốn là phát triển ở thành phố Hồ Chí Minh hơn ạ. Rồi gia đình con có mấy anh em? Dạ gia đình con là cả ba con ở giữa. Chị là hiện tại là cưới chồng và định cư ở bên nước ngoài. Với em học ở đây. Vậy còn một người em ở đây thôi. Dạ. Rồi ba mẹ là có mong muốn là mình lấy vợ về phải làm dâu không? Dạ không, ba mẹ con cũng thoải mái ạ. Ở huyện nào con? Dạ ở Quy Nhơn ạ. Tại thành phố Quy Nhơn luôn? Dạ. Khuyết điểm thì chắc là con kiểu như là dễ để bụng á, nhớ dai thôi ạ, chứ không phải là kiểu như mình nóng tính ạ. Ghét để bụng hả? Dạ. Giận để bụng luôn hả? Dạ không, cái đó thì chắc chắn là sẽ nói ạ. Dạ. Thì nói ra đi con, thật là để bụng lâu nó không tốt đâu. À, để bụng lâu cái tự nhiên mình tức á, tức cái bụng á. Dạ. Tức cái bụng nó bự á. Rồi mời nhà gái. Mời nhà gái nói về ưu điểm và khuyết điểm. Dạ, ưu điểm của con thì nói chung là con cũng một dạng là con gái hoạt bát, mộng mơ, rồi cũng nói chung là hoạt ngôn, con nói khá là nhiều á. Con sợ bạn nam chịu không nổi thôi. Hiện tại là con vừa mới tốt nghiệp xong, là con tốt nghiệp thủ khoa đầu ra của trường Đại học Công nghệ Hồ Chí Minh, trường UTS á. Dạ. À, hiện tại thì con cũng chỉ mới đi làm thôi. Thành ra là nói chung là chưa có ổn định hẳn. Về sở thích thì con khá là thích nghe nhạc nè, thì hay hát lắm, nhưng mà hát không có hay. Hay hát là được rồi con. Vẫn cứ nhưng mà tự tin là được ạ. À. Tự tin là đúng được rồi. Quan trọng tự tin làm được hết á. Dạ, còn về kiểu nấu ăn thì nói chung là nấu mấy món cơ bản thôi, chứ mà nấu cổ hay nấu mà kiểu hoành tráng quá thì không, mà nấu vừa đủ để ăn thôi. Nấu đủ hai đứa ăn thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Nhà trai lo chuyện đó được. Dạ. Rồi còn khuyết điểm của con là gì? Dạ khuyết điểm của con thì nhiều lắm. Kiểu như con cũng hay nhớ dai lắm. Nhớ dai, cũng hay để bụng lắm. Nhưng mà hai đứa này quen nhau giận nhau để bụng thôi, không ai nói. Nhưng mà khi nào cần thiết thì mình mới nhớ thôi, còn không thì cũng sẽ mau quên. Thôi hai đứa này mai mốt là lấy nhau rồi sửa cái tính đó đi, có giận gì thì nói ra. Nghe nhà trai. Dạ. Trời, chào nhà trai. Giới thiệu cho mối. Nhà trai tôi đang lập công ty riêng. Giỏi quá trời. Làm giám đốc. Chịu nói vậy thì con ngại quá. Vinh là công ty riêng mình phải làm giám đốc chứ con. Công ty riêng của con đúng không? Dạ. Công ty của con đúng không? Cũng khởi nghiệp thôi ạ. Thì công ty là mình giám đốc rồi. Không giám đốc thì giám suối của mình. Không giám đốc cũng mình chủ tịch hội đồng quản trị chứ. Rồi dám làm cũng của mình luôn. Mình chịu trách nhiệm hết đúng không con? Dạ. Vậy là bản lĩnh rồi đó. Dạ bên nhà gái của tôi là hồ sơ là cũng không có yếu nha. Tốt nghiệp thủ khoa nha. Đó.
Ngon lành không? Ngon lành. Đừng có đùa, thấy không? Đẹp trai không? Cho người Bình Định nha, Bình Định số 1 luôn. Người Bình Định dễ thương vô cùng. Bình Định dễ thương vô cùng. Rồi bây giờ nói cho cô Lan với chú Linh nghe là đường tình duyên mình như thế nào. Dạ, tình duyên thì con mới có 2 mối tình à. Mới 2 mối. 2 mối là nhiều rồi đó con. Ở tuổi con 2 mối là nhiều rồi. 2 mối. Mối thì con quen hồi sinh viên hả? Với một mối thì con quen hồi mới ra trường. Con bỏ người ta hay người ta bỏ con? Mối đầu thì người ta bỏ con. Mối sau bỏ người ta. Mối sau có kinh nghiệm hơn, con bỏ người ta trước. Quê. Bây giờ mối này là không ai bỏ ai hết nghe. Dạ. Ok không? Dạ ok. Sao mà con bỏ người ta vậy? Ừ, sao bỏ? Kiểu như là kiểu mới ra trường cũng suy nghĩ nó còn nóng nổi á. Giờ đi làm thì cũng muốn lập gia đình nên là cái suy nghĩ mình nó sẽ chín chắn hơn. Với lại là mình nghiêm túc với một mối quan hệ hơn. Ừ, đúng rồi. Rồi sao người ta bỏ con? Con cũng không biết nữa. Đó thôi. Mình phải tìm nguyên nhân tại sao người ta bỏ mình. À, chắc là hồi trước con kiểu con ít kiểu quan tâm người ta. Đó. Dạ. Biết rồi đó. Mình yêu người ta mình không quan tâm, người ta bỏ mình đúng rồi đó nha. Nói vậy cho con biết là lấy vợ khó lắm á con. Khổ lắm đó con. Khổ lắm á. Con thấy khó lắm rồi. Khó lắm, để chú qua cho coi. Trời ơi, cô gái xinh đẹp. Con sinh 2000 mà làm bác sĩ thú y hả? Giỏi vậy ta? Dạ. Mình làm chủ luôn hả? Dạ không, con chỉ làm nhân viên thôi. Nhân viên thôi. Dạ, bác sĩ điều trị, được chẩn đoán. Điều trị đó hả? Giờ chó với mèo điều trị chứ con nào tốt? Dạ con nào cũng được hết á. Không nghĩ là có nhiều con lắm, kiểu như là người ta còn chửi con bò sát này kia nữa thì cái đó con không dám, con sợ lắm. Con chỉ chịu chỉ những con mà nhỏ nhỏ như chó với mèo thôi. Gì kỳ, bác sĩ thú y ta phải chích hết các con chứ. Nhưng không, con có những cái mình cũng sợ. Đâu đồ rồi con có chích luôn không? Dạ cái đó là bên về phía chăn nuôi, còn con chuyên về thú y là thuốc cưng thôi. À. Con mèo con sợ không? Không. Dạ không. Con chó. Dạ không. Con chuột. Có nó sợ con thì đúng hơn. Vậy là con cũng dữ lắm đó con. Dạ. Bác sĩ thú y mà cũng có một số con sợ luôn hả? Dạ phải sợ. Nhìn con sợ con gì nhất? Con sợ rắn. Con rắn hả? Dạ. Nhìn nó ghê lắm. Ghê lắm. Chú tưởng đâu là học bác sĩ ra mình phải không sợ con gì hết. Dạ giống như là mình thật ra lúc mình học thì mình cũng học hết, nhưng mà khi mà mình ra trường rồi á thì mình sẽ kiểu như mình sẽ chuyên về cái đó rồi, điều trị riêng về con chó con mèo thôi. À, mình giỏi về cái đó thôi. Bây giờ người ta có công ty rồi, cái con về bên kia người ta kinh doanh về cái con mở kế bên là trạm thú y. Chú nói thiệt con á, chú bữa đi khám bệnh á, chú tốn 1,5 triệu à. Chú ẵm con chó chú vô khám bệnh lấy 3 triệu con. Con mắc hơn người luôn á. Chú biết tại sao không? Tại vì khi con người á thì mình nói được, nhưng mà chó mèo đâu có nói được đâu. Chú cũng đâu có nói được đâu, chú bệnh chú nói không được mà. Giờ nó mệt mỏi lắm con, thành ra là cái nghề của con nghề hot lắm. Dạ. Ý là lúc mà con thi đại học thì đúng là con thi bác sĩ thú y thiệt. Ừ. Nhưng mà lúc đó thì ba mẹ con cũng khuyên tư vấn với con là nên chọn cái ngành nào mà nó đỡ cực cho mình hơn ấy. Thì lúc đó con chọn cái ngành là quản trị khách sạn. Có nghĩa nó cũng sẽ phù hợp với ngoại hình của mình hơn. Nhưng mà sau đó con học cũng một thời gian á thì con thấy mình không có hợp với ngành đó lắm. Có nghĩa nó cũng đi suốt à. Cuối cùng con lại quyết định là con ngừng cái việc học đó lại và con vẫn chọn lại cái bác sĩ thú y của mình. Nhưng cuối cùng mình lại học, mình lại hợp với cái ngành đó và mình theo cho tới giờ và ra trường luôn. Sau này con mở tiệm riêng, chú có liên hệ con sẽ free cho chú 50%. Free 50% đó. Tài nha, free nha. Chú nhớ con nha. Ok, chú nhớ. Ai mà free cho chú nhớ. Mẫu hình lý tưởng của con thế nào? Dạ, mẫu người yêu của con thì con thích con trai cao hơn con cỡ 1m7 trở lên á, tại hiện tại con cũng 1m62 á, là con đó. Mang cái guốc lên là con đã 1m7 rồi. Bên kia bự hơn luôn, yên tâm. Nhưng mà con thích con trai gầy chú ơi, gầy kiểu thư sinh á. Bên này là không gầy, cao. Cao. Có cao. Bự, có bự. Có bự. Hơi đen không trắng. Không trắng thôi. Đó, tình hình nó vậy thì con xử lý sao xử? Cười có đẹp không chú? Cười đẹp, tại vì đang niềng răng, đẹp. Niềng rồi từ từ nó đẹp. Niềng bao lâu rồi ạ? 3 năm sắp tháo rồi. Đó, sắp tháo rồi là hung được rồi. Có mấy mối tình rồi? Dạ, con trải qua cũng 2 mối tình rồi ạ. 2 rồi hả? Dạ. 2000 mà cũng khá quá ha. Rồi sao nè? Dạ, mối tình đầu của con thì học cấp 3 chung á, thì kiểu mà đó thích kiểu trẻ trâu thôi. Kiểu người ta học giỏi mình mến vậy thôi. Mến rồi đúng không? Phải người học giỏi. Dạ. Rồi sao chia tay? Dạ tại lúc đó học đại học rồi mỗi đứa học ngành cái không hợp rồi, nữa thôi. Không gặp luôn. Dạ không gặp luôn. Dạ mối thứ hai thì cái chung quen cũng được nửa năm hay gì đó là kiểu như xong rồi bạn đó đi du học luôn, cái yêu xa cái không cái lỡ dở luôn, không có động lại cái gì hết trơn. Nói chung là nó cũng còn trẻ trâu lắm, bác sĩ. Bác sĩ trẻ trâu lắm. Gen Z đó. Rồi hai đứa còn nhỏ hết, thành ra bây giờ là mình phải hỏi ý kiến người thân coi sao. Đúng nha. Đúng rồi, nhà trai đi với ai cưng? Dạ nay ba mẹ con ở xa nên con không đi được đó. Có chú Quyền Linh lo cho con đừng lo gì chú hết. Chú về vợ chú Bình Định, chú cũng cảm tình với Bình Định lắm con. Con đi với ai?
Dạ con đi với mẹ với lại dì của con. À con mẹ nữa, đi rồi. Dạ chào mẹ, chào dì. Dạ mẹ đâu ạ? Dạ. Rồi cho mình gặp mẹ cái đi. Xin chào cô Hường Linh, chào Lan. À, tôi là mẹ của bé Phương Vi. Nói chung mẹ thấy cũng hiền, à, dễ thương. Còn à, cái tuần để gặp mặt thì tụi nhỏ nó có cái nhìn giống không có giống mình. Để tụi nhỏ tự quyết định. Mình thì cha mẹ đâm ngồi đó. Còn giờ nó đặt đâm mình ngồi đó là mình muốn quyết được. Giờ là nó đặt ở đâu là mẹ ngồi đó đúng không mẹ? Rồi. Theo Dưỡng thấy thì bạn trai bên đây về kiến thức thì cũng ngang tầm với con. Gia đình mong muốn là sự chọn lựa của con sẽ là chính xác. Và mọi sự bắt đầu từ cảm giác trái tim con. Dạ, cảm ơn Dưỡng. Cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn nhà gái. Dưỡng nói rất là hay là tất cả mọi sự lựa chọn là phải từ trái tim của con. Gia đình sẽ ủng hộ. Hay lắm. Nào, rồi. Bây giờ mở ra. Bây giờ mình nói chuyện qua cái hàng rào đó. Bây giờ mình gặp gỡ nè. Rồi mình tiếp gọi trực tiếp coi mình cảm nhận thế nào. Mình làm y chang vậy nha. Bước tới đi. À, anh đâu bán rồi, anh tình em. Cảm ơn anh, em cũng có món quà gửi tặng cho anh ạ. Hạnh phúc dữ, cảm ơn nha. Dạ. Mong anh khi sử dụng món quà này sẽ luôn nhớ tới em đầu tiên. Hai bạn khui quà thử coi là người ta có thích không nè. Dạ. Ôi, trùng hợp là em đang thích con này luôn á. Nó đang nổi luôn ấy. Nãy biến đây là cái gì vậy? Dạ, cái ly nước ấy ạ. À, anh có ly nước mà. Dạ. À, em muốn hỏi là kiểu mẫu người yêu của anh như thế nào ấy ạ? À? Dạ. Thì cũng là kiểu mấy sáu trở lên, mai bánh bao xíu. Như em không phù hợp rồi. Không, thì anh nuôi được. Thật ra là em mới xuống ký để phù hợp ấy ạ. À. Đấy là có bận đồ chơi đẹp thì anh mới đang xuống ký, nhưng mà tự lên nó cũng dễ lắm. Không sao, anh nuôi được. Thì anh thấy em có má lúm đồng tiền á, dễ thương. Dạ, đúng quá ha. Em thích ăn món gì? Em thì hơi kén ăn một xíu. Nói chung là em không thích ăn rau sống thôi. Còn lại nhiều món khác em vẫn ăn được. Em thích không? Món hè, em thích ăn mì cay, thích ăn kim chi lắm. Thế thì chúc mình đi luôn nha. Dạ. Dạ. Trẻ nó phải vậy đó, nó phải tới tấp tấn công lia lịa vậy đó. Dạ. Em thích mèo không? Em học bác sĩ thú y mà, chó mèo nào em cũng thích. Anh tính nuôi mèo không? Em có nuôi mèo nhà không? Em có nuôi hai con mèo, hai con chó. Hay anh cũng có nuôi mèo nè. Dạ. À, nuôi mèo giống mèo gì? À, mèo anh lông ngắn á, xám xanh. Xám xanh. À. Mai sau về anh mở cho cái shop bán đồ mèo. Dạ. Cái cảm ơn. Quá trời gì với mẹ dưới vỗ tay quá trời rồi. Kiểu như em thích người con trai là kiểu cái biết quan tâm ấy. Tụi anh siêu quan tâm luôn. Nhưng mà nói là làm nha. Hoặc là không nói nhưng mà làm vẫn được. Không, cái này làm gì mình nói chắc chắn luôn. Dạ. Anh thấy em sinh năm 2000 đó, hợp mệnh nha, không sao đâu. Hợp mệnh à? Ừ, hợp mệnh đó. Anh có yêu cầu gì hỏi em không? Có câu hỏi nào khác nữa không? Không, anh thấy em dễ thương. Đấy là anh ưng ạ? Ừ, anh ưng. Dễ thương. Trời ơi, cái số này MC khỏe ghê. Đó, bây giờ nè. Mất việc luôn. Bây giờ bước tới gần chút xíu đi, hai đứa nắm tay nhau nè. Đối mặt đối diện nhau thôi nè. Rồi nắm hai tay luôn nào. Dạ, nắm hai tay luôn hả? Đúng rồi, sao? Nhìn thích đối diện đó. Bling bling hả? À, không phải, ấy là em thích đeo vòng như thế hơn. Dạ. Công việc của em thì em không có được đeo trang sức nhiều. Rồi tiền bạc ai giữ nè? Thôi nhà gái giữ cũng được ạ. À. Không sao. Vậy khi yêu đương thì sao ạ? Yêu đương thì sẽ thường là chung á, chung còn khi kết hôn thì thường là sẽ là vợ sẽ giữ tiền nhiều hơn. À. Kiểu như là em thích đi du lịch ấy, thì một năm kiểu như muốn đi du lịch chỗ nào thì được, mấy lần thì được. Thì em đi lúc nào cũng được, anh có xe mà, anh chở em đi lúc nào cũng được. Ý là anh thích đi phượt hay là kiểu như mình đi xe là kiểu như ô tô hay xe hơi hay gì là sao? Thì đi xe thôi, đi ô tô. Anh bắt ta đi trong nước hoài, có đi máy bay không? Có yêu cầu gì phải đi du lịch nước ngoài thì dạ, cả đi Thái rẻ lắm chú, đi Thái con coi rồi 4 ngày 5 đêm. Tao muốn đi Thái sao? 5 ngày 4 đêm là cả 6 triệu rưỡi thôi. Em thích đi nước Trung Quốc này, đi kiểu như là châu ở trong châu Á thôi cũng được. Trung Quốc dễ lắm, Trung Quốc kiểu như chị anh ở Trung Quốc mà, dạ em đi mấy hồi cũng được. À, chị em Trung Quốc. Ở chung cư ở đó luôn, quê em ở Paris luôn. Trời ơi, xuống dữ ta. Như bình thường là anh có ghen tuông nhiều không ạ? Đấy là em không thích con trai ghen, không thích con trai kiểm soát tí nào hết. Không, anh không ghen. Không ghen đúng không? Dạ rồi. Nhưng mà em ghen anh được không? Tôi chuẩn kép chứ. Chết nhà trai tôi rồi. Thật ra em cũng cần đi niềng răng á, nhưng mà giờ thì ổn rồi nè. Ừ, anh đẹp mà, đã bằng gì niềng đâu. Hồi trước có niềng mới được đẹp vậy. Anh niềng xong anh cũng đẹp như vậy. Chắc trời.
Nếu mà anh có nguyện vì bạn gái kiểu như mình giảm cân hay cái gì đó không, để phù hợp bạn gái hơn không? Thật ra nó bự vậy thôi. Thật là anh đang tập gym á. Dạ. Tập gym là tăng cơ, là đốt mỡ, đang siết mỡ. Dạ. Thật ra bự vậy thôi chứ cơ trong đó nhiều lắm. Tôi không tin à. Nói khơi về nhà gái không tin à. Phải đụng vô mới biết à. Dạ, cái này chút yên bao đi, biến liền luôn. Dạ, thôi được rồi. À, em kiểu em thích yêu là kiểu phải từ từ, kiểu tìm hiểu rồi quen, chứ không có vội vàng được á. Em thích kiểu yêu truyền thống hơn một chút, không có thích nhanh. Không, anh kiểu người truyền thống. Dạ rồi. Dạ rồi. Giờ gì tôi cũng chịu chân á. À, bây giờ nhà trai cũng chịu á. Dạ. Về mới biết luôn. À, tính em cũng rất là trẻ con á. Có chấp nhận được kiểu trẻ con không? Trẻ con là kiểu như nào ta? Kiểu bây giờ đó. Sáng nắng chiều mưa tối răm răm á. Lâu rồi khuya sắm xét nữa, kiểu như vậy. Không, sao đang nghĩ được. Nói rồi bây giờ gì nó cũng được hết á. Em mê quá trời mê rồi. Kiểu 3 giờ khuya mà kêu anh dậy mua trà sữa cho em đó. Lại được luôn. Được không anh? Anh pha luôn. Mua thì dễ quá. Em không pha cho chân thành, tự pha luôn. Em không thích. Nó pha luôn đấy chưa. Nhưng mà có người trẻ con tới mức em không thích anh pha. Em thích anh đi mua. Anh dẫn em đi. Đó. Em không đi. Em bắt anh phải đi. Thì anh đi. Phải không? Đúng không con? Con nói đi, nói cho anh biết có đúng vậy không? Dạ, nhưng mà con thích bạn trai chiều á. Chiều hết nấc luôn không chịu. Đó, chiều nó vậy luôn á. Dạ. Chiều phải cưới rồi nha. Dạ. Chiều phải cưới ạ. Chiều phải cưới ạ. Chiều là phải cưới à nha. À. Nhưng mà muốn cưới rồi, có rồi, có còn chiều không? Chiều chứ. Vợ mình mà. Rồi, chắc hai tháng nữa. Cái này là quay phim lại, là chiếu đi chiếu lại đó. Không, này nói thiệt, nói nghiêm túc luôn á. Dạ. Hát cho nhau nghe một bài coi. Không còn biết hát đâu. Con hát dở lắm. Hai đứa không hát được hả? Nè, bây giờ chỉ nhà gái yêu cầu thì nhà trai mới hát, chứ hai MC yêu cầu nhà trai nó không hát đâu. Đúng rồi. Nó làm sao là hát thì nghe đi. Vụ này cho nhà gái đó. Em nghe cũng được. Hát bài gì ta? Thấy chưa? Hát bài gì ta? Cái bài gì anh thích á? Bài gì hay đang hot? Có người gì đó không? Mê gái quá. Tôi nói nó không hát, gái kia của nó hát liền. Con, tôi có một thằng trai tôi biết mà. Hát dở sao ta? Cũng sao, không sao, chỉnh không được không ạ? Trời làm gió sẽ cánh chim quyền, mỗi nhịp bước mỗi thước chân truyền. Anh là hơi rung đó. Anh nó rung đầu. Có rung. Không, tính anh nó vậy đó, nó rung vậy cho nên không rung đâu. Rồi hai đứa về ghế đi nào. Dạ. Rồi. Chuẩn bị tiến hành bấm nút. Bây giờ mình có thể đùa giỡn chút xíu cho nó vui. Nhưng đã đến lúc chúng ta phải thật lòng với mình. Chúng ta lắng lòng mình lại, để tay mình nút bấm đi các bạn. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Vậy sắp tới vợ. Sắp có vợ rồi ha. Nắm tay nhau đi nào. Làm như đối tác bắt tay. Dạ quên. Nào bên đây là có công ty riêng. Dạ không. Đang khởi nghiệp. Bây giờ khởi nghiệp xong có vợ nữa là tuyệt vời luôn ha. Dạ con cũng xin phép hai bác cho tụi con cơ hội để làm quen, tìm hiểu ạ. Hy vọng mình cũng có thể kiểu tiến xa được. Nếu mà có những cái gì mà con còn thiếu sót thì mong hai bác có thể góp ý thêm để con có thể chỉnh sửa. Dạ. Không tay độ mình không tay thôi. Kiểu đừng có. Không, con thích hôn chán hơn. Chán á. Cái vụ này xin chú Linh chứ đừng xin tôi không quyền quyết định. Đó là quy định đời không má. Tôi rất thích các bạn hôn nhau. Thật ra một cái hôn nhẹ nhẹ nó cũng gì hết luôn. Chứng minh được là tôi bấm thật bằng suy nghĩ của mình. Muốn bán cũng là được anh, ruộng đất bề bề không bằng cái nghề trong tay mà anh. Em nghề muốn bán vậy, hai vợ chồng thì sống thì vậy là hạnh phúc rồi anh. Ngày bán trái cây vòng vòng kiếm khoảng được nhiêu em? Thì cũng khổ lắm anh ơi. Ngày em với bà mẹ em kiếm khoảng chừng 500 à. Cũng được. Còn tiền chạy xe lâu là riêng nữa. Riêng nữa đúng không? Dạ. Vậy chắc ngày xe lâu cũng được mấy trăm đúng không? Dạ, chạy xe lâu thì nếu mà 5 cây số em tính 100.000 cuốc vậy dục lên xe em là 50. À. Dạ, em xin chào anh Linh và chị Cát Tường ạ. Em tên là Trần Yến Nhi, năm nay em 30 tuổi. Em quê ở Cà Mau, hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm công việc gì? Dạ em làm đẹp cho phụ nữ ạ. Làm gì? Làm tóc. À, làm tóc. Dạ. Rồi. Mời bạn trai.
Dạ, trước khi em kể về mà cái của em, anh Linh cho em kể lại một cái mẫu chuyện này cái anh Linh. Rồi, được không? Kể đi em, rồi kể đi em. Hồi sáng này nè, cái anh Linh biết làm sao không? Em đi xe á, cái đến đây nè, kêu bằng cái ngồi ở trên xe mà. Cái dạng tới đây á, nói tới cái số nhà, cái số với cái địa chỉ. À, địa chỉ. Bắt đầu cái anh biết làm sao không? Em nói Sài Gòn giờ nó văn minh thấy ghê, nói địa chỉ với cái là tới nhà ha. Rồi cái bắt đầu cái tự nhiên cái em ấy móc cái em ấy nói là 34 đường Võ Thương Tín. Cái bắt đầu em ấy cái chạy một khúc, tài xế kiếm hoài đâu có gặp. Em ấy móc giấy chứng minh ra là tên của em nè, là Võ Thương Tín. Cái tài xế nó mới kêu bằng bất ngờ, nó nói trời ơi, vì người tên đường mà tên của ông ở trong đây nữa ông cố. Cái em nói trời ơi, đâu phải tại tên của em quên đi. Em quên cái tên đường, cái em nói đại, lúc đó em run em rối hết rồi. À, rối là tên đường hả? Em là Tính. Dạ, em quê quán ở Bến Tre. Bến Tre. Dạ. Nghề gì Tính? Dạ, em nghề chạy xe qua lâm á. Mà để chở đồ, đồ IQ gì là mình chở đó vậy anh, như làm dâu trăm họ vậy đó. Xe gì xe? Xe qua lâm. Xe gì? Xe tải vậy đó. À. Rồi với cái giờ rảnh ra của em á, thì em phụ mẹ em mua bán trái cây ở đầu chợ á. Mình mua bán mà anh. Em xách cái vỏ của mẹ em á hả? Không phải, giống như là muốn tặng cái món quà như là một cái hộp cho nó đẹp. À. Mà cái tự nhiên anh biết sao, em mới nhìn em thấy cái này là tái tim nhiều quá, cũng như là với cái vỏ sách này nè, là cho bạn bạn nữ cái như cái hộp là bạn để ở nhà hoài à, còn cái vỏ sách này bạn xách đi bạn nhớ em hoài. À trời ơi. Cái tái tim mà nói quá trời vậy. Cái tình em dành cho bạn là biết bao nhiêu tái tim như vậy. À trời ơi, đáng lẽ cái hộp như mua cái vỏ có trái tim để cho bạn sách nhớ mình. Dạ rồi. Trời ơi trời, sao cái gì vậy đi coi coi. Đôi dép này á, lúc mà anh Trường Giang á, ảnh có về dưới huyện á, ảnh diễn hài á, cái bắt đầu em mới thấy ảnh mang đôi dép màu trắng á, ảnh đóng vai á, cái em mới thấy vậy em bắt trước, em mang đôi dép này em khoái. Ảnh là không được khó. Em mười gì? Mười dễ. Mười dễ. Ấn tượng dạ, rồi vậy. Đó nha. Nay đi đâu đây? Dạ đi hỏi vợ. Bây giờ nè, điểm mạnh điểm yếu nói cho cô gái bên này nghe chứ, nãy giờ cô đứng hình rồi đó. Em á, thì cái điểm mạnh của em á, thì á, là em biết nấu ăn, rồi biết đi du lịch đồ này nọ. Còn điểm biết hát đồ. Còn như điểm yếu của em là cũng như là nói nhiều đó anh. Nãy giờ em nghe anh nói vậy, em cảm nhận đầu tiên của em về chàng trai bên kia cái hàng rào như thế nào? Bên kia thì em thấy ảnh hơi nói nhiều. À. Mà em thì lại không thích người nói nhiều nhiều lắm. Chết rồi, mất điểm rồi. Ông em cái người nói nhiều mà vui, bực bội khác. Còn cái anh bên nói nhiều mà dễ thương, vui. Để tôi chiếm lại diễn đàn cho nhà gái nè. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của điểm yếu của em là vui vẻ, hòa đồng, là người phụ nữ của gia đình. Cái điểm yếu của em là hơi nóng tính. Nhưng mà một thời gian trước thôi, nhưng thời gian này sau này em đã biết kiềm chế được bản thân của em rồi. Vậy là quá tốt rồi ha. Dạ. Tình trường mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ, tình trường của em thì trải qua một mối tình. Sau khi mà em chia tay một mối tình đó thì cũng có quen một vài mối tình khác, nhưng cảm thấy không thích hợp. Lý do tại sao chia tay, mình qua bao nhiêu mối tình đó, mình rút ra kinh nghiệm gì cho bản thân mình không? À, là em thấy lý do là tại vì thời buổi bây giờ mấy ảnh quen, nói chung ra là cũng chưa có sự hiểu nhau nhiều hơn, nhưng mà ảnh đòi hỏi quá nhiều nên thành thử ra em đòi cảm thấy gì không hợp. Đòi hỏi sao? Như ví dụ như đòi hỏi về vấn đề sống trước hôn nhân ạ. Thành thử ra cái vấn đề đó em không đồng ý. Em không đồng ý, thành thử ra em không quen nữa. Bạn trai bên đó còn sao? Anh không có em ơi. Anh mà miễn mà em tốt với anh tốt lại với em mà, chứ anh không có đòi sống thử. Chừng nào mà có đám cưới đồ đàng hoàng thì mà mới mang đến hạnh phúc cho em chứ, vậy thì tội nghiệp con ta. Thấy không? Bên kia đó nói nhiều nhưng mà nói hay nha. Mà thí dụ được. Thí dụ như cô kia cô đề nghị, thí dụ có cô gái nào đó cô đề nghị em sống thử thì em tính sao? Để tìm hiểu nhau, biết đâu em giới tính không rõ ràng. Ý anh ấy có trống hay không có trống vậy phải không? Đúng rồi. Đúng rồi. Thử của em có trống hay không, tao muốn thử rồi em tính sao? Em thì bao cái vụ đó đụng giường thì đẻ, đụng giường thì đẻ. Sao em biết em bao đụng giường là đẻ? Không, tại vì cái lúc mà em đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài chị. Rồi bác sĩ có vô mới khám em này nọ đồ á, về mà bên kêu bằng tổng quát á. Thì bác sĩ nói là chú ok hết.
ok gì. Ok là tức nghĩa là đồng ý đó. Là sức khỏe tốt đó phải không? Dạ, sức khỏe tốt. Khỏe tốt liên quan tới chuyện đẻ gì đấy? Không thì người ta nói là về mà cái như là cái cũng như cái tiếng mà văn hóa người ta gọi là tinh trùng. Là cái đó của em mạnh. Thì em tôi là tôi khoái chú rồi nha. Mấy mối tình rồi? Dạ, mấy mối tình rồi? Tình thường của em thì cũng có hai mối tình, nhưng mà cái mối tình mà để em kể, mối tình chính thức á, là hai đứa hồi đó đi xuất khẩu lao động ở Malai á. Người đó về trước, cái xa mặt cách lòng, ở về bển gặp kia đẹp trai hơn, nhà giàu nữa, rồi vớt luôn. Ủa là ở Malai 2 năm ở chung mà cũng không có sống thử luôn hả? Dạ, cuối tuần thì đến nấu nướng, em nấu đồ ăn cho, đó ăn này nọ xong rồi cái bắt đầu chiều rồi tới giờ đi về vậy chị. Chứ ở cái công ty đó thì người ta không có cho phụ nữ ở lại. Khó khăn lắm. Camera nó đặt bẫy hết rồi. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn một người bạn trai cao trên 1m65 tới 1m7. Bên kia chuẩn. Dạ không có hút thuốc. Có hút thuốc không? Dạ không hút thuốc mà có nhậu nha. Nhậu nhậu ít chứ không nhậu, có nhậu nhiều không em? Dạ nếu mà nhậu ít thì được, nhưng mà còn nhậu nhiều là em không giữ ý. Dạ anh có cờ bạc gì không anh? Không, cờ bạc anh không có biết. À anh có gia trưởng không vậy anh? Điều đó là không có. Anh có ước mơ gì cho tương lai không anh? Anh thì gán kiếm thật nhiều tiền, rồi tới cái ngày đám cưới á thì gán mà được kết hôn với em á, anh gán làm hai cái hộ chiếu, hai đứa đi nước ngoài hưởng từng tăng mặt. 7 ngày về. Em đó muốn tìm tìm một người bạn gái như thế nào? Dạ, người bạn gái thì biết về phụ lo cho cha mẹ em thì được, rồi em lo lại cho được hạnh phúc, rồi sống, rồi không có cần mà giàu hay nghèo hay hoặc cái gì đó. Cũng như là biết là buôn bán là được anh, ruộng đất bề bề không bằng cái nghề trong tay mà anh. Em thì nghề buôn bán vậy, hai vợ chồng thì sống thì vậy là hạnh phúc rồi anh. Ngày bán trái cây vòng vòng kiếm khoảng được nhiêu em? Thì cũng khổ lắm anh ơi. Ngày em với bà mẹ em kiếm khoảng chừng 500 à. Cũng được. Còn cái tiền chạy xe lôi là riêng nữa. Riêng nữa đúng không? Dạ. Vậy chắc ngày xe lôi cũng được mấy trăm đúng không? Dạ, chạy xe lôi thì nếu mà 5 cây số em tính 100.000 cuốc, vậy dục lên xe em là 50. À, ngày chạy được bao nhiêu cuốc? Thì ngày em mối đồ này nọ em chạy đều đều thì bữa thì không có bạn nào cũng có, bữa thì cả triệu cũng có. Nói chung là ổn định á, anh thấy ổn định. Tức là bây giờ lấy em là phải về quê làm dâu đúng không? Ở cái xứ của bạn gái em mà được mà muôn bán đồ này nọ em chấp nhận em ở cùng bạn gái em ở luôn. Để được luôn đúng dạ, không? Dạ được, còn nếu mà em thấy mà đất lành thì chim đậu anh ơi. À, đất không lành thì... thì bắt chim nhậu luôn. Được. Nói chung anh này được, sống đâu cũng được hết trơn á. Nhưng mà thấy ổn định đó em gái. Dạ. Bây giờ bạn gái muốn khi nào thì mình tiến tới hôn nhân được? Hiểu với nhau được rồi chị, thời gian không có giới hạn. Bên này muốn khi nào lấy vợ, mẹ hối lấy vợ chưa? Mẹ cũng kêu thôi giờ con thì lớn tuổi rồi, thôi cố gắng lập gia đình để kiếm cuộc sống sau này đi. Chứ không có vợ thì thấy người ta có vợ, người ta ẵm cháu đồ bồng á, mẹ thấy mẹ cũng tủi thân lắm. Chị hỏi thiệt nè, để dành được nhiêu tiền lấy vợ rồi? Thì em làm từ đó giờ em chạy xe thì xích tỷ như em chạy được 500. Em về em đưa mẹ em 300, em lấy 200 em bỏ túi để đi chơi với bè bạn. Rồi bắt đầu thì còn cái số tiền đó mẹ ba giữ giữ đó, nào mà lấy vợ thì nói mẹ đưa. À bây giờ lấy vợ là mẹ sẵn sàng, mẹ dạ. đứng ra là dạ. kiếm con dâu cho em liền đúng dạ. không? Chị sẽ thuyết phục bên nhà gái chứ dạ. chị là chị chịu em rồi đó. Dạ, em cũng chịu chị hết. Chấm luôn rồi đó. Rồi hôm nay em gái mình có đi với người thân của mình không? Mình hỏi dạ. thêm ý kiến người thân nè. Dạ em đi với em có đi với người thân của em, mẹ em từ ở Cà Mau lên đây ạ. À. Có cậu mợ em ở quận 12 ạ. À. Dạ, gặp bác gái đi. Chào MC Quyền Linh, chào MC Cát Tường. Và quý khán giả trong trường quay, tôi là mẹ của Nhi. Thì theo như mẹ nhìn thấy thì cũng cũng được đó. Hai đứa là con tìm hiểu đi, nếu được thì con cứ bấm nút. Dạ. Vậy thôi. Bên đàn trai. Em đi với ai? Dạ em đi với mẹ em, với dì em, với à. Em gái em. Rồi, dạ cho gặp mẹ. Dạ cho cô Quốc Tường và chú Trường Linh. Dạ khán giả khán phòng hôm nay, tôi là mẹ của Võ, mẹ của Thương Tín. Dạ. Thấy hôm nay là thấy cháu gái đây cũng được. Trước dạ. hết là cũng có nghề nghiệp ổn định. Tôi đồng ý do con tôi giờ hả? Nó chịu đâu thì tôi chịu đó. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ bữa nay nhân tiện là có hai bác, hai nhà, hai gia đình mình coi như ra mình làm quen, mình bắt tay nhau, mình chào nhau một cái. Mời hai cô. Rồi. Đó. Dạ, cảm ơn hai biết cô. Đâu được. Rồi bây giờ mình sẽ mở rào, mở cửa trái tim cho hai đứa nha.
Vỏ, vỏ, vỏ túi. Muốn tặng em... Trời ơi, muốn quà. Coi như là chén, đũa, muỗng đầy đủ. Dạ, lượt kiến đủ, đủ hết á chị. Lượt kiến luôn. Dạ, cái này là... Lượt luôn. Lượt kiến, có cái này nữa là đặc sản của Bến Tre. Ăn vô là nhớ anh hoài luôn, kẹo dừa. Kẹo dừa nữa. Cô đáo quá ha. Rồi. Rồi, hôm nay em có một món quà muốn gửi đến anh nè. Đây là bức tranh em, anh có đoán được là cái gì không ạ? Chiếc thuyền. Ở đây là cột mốc của Cà Mau, của tọa độ của Cà Mau. Còn ở đây là chiếc thuyền tượng trưng cho mũi Cà Mau. Em thì con do công việc của em làm là từ 9 giờ sáng mà tới 9 giờ tối em mới có rảnh. Thì em thì thức làm ban đêm với bức tranh này, thì mong là anh xin một khi anh nhìn tới bức tranh này sẽ nhớ đến em là ở Cà Mau. Tranh gạo đó, người ta làm tranh bằng gạo thấy không? Dạ. Còn riêng phần quà thứ hai thì em xin gửi đến chị Cát Tường ạ. Anh Quyền Linh, đây là đặc sản tôm khô nhà em tự làm ạ. Đó là mẹ em làm. Khi nào mà anh chị ăn thì cảm thấy ngon thì nhớ đến em ạ. Rồi, cảm ơn em. Anh thấy em như thế nào? Thấy em thì cũng được. Còn em thấy anh sao? Thì em thấy anh cũng được, nhưng mà có cái là hạn chế nó nhiều quá, em không có thích nó nhiều. Thì anh nói vậy sẽ tỉ như cái lúc ban đầu á, thì sức tỉ như về từ từ anh sửa mà. Thì em ước muốn là hai đứa tự lập ở Sài Gòn, chứ em không có muốn mà về quê. Ý anh sao? Thì ý anh vậy cũng được. Anh thấy rõ ràng cái tiềm năng của anh chàng này đó. Em nhà cứ làm em xách đi bán được không? Được. Tiền về giao cho vợ. Dạ được. Cho nhiêu lấy nhiêu, không có dạ đòi hỏi được không? Dạ không. Cũng còn tỉnh lắm. Trước lúc lên đây đi cũng có uống thuốc rồi nên hơi tỉnh chút. Chơi nói chơi chứ không có. Tỉnh lắm ha, vui. Anh ở Bến Tre vậy rồi hẹn hò sao anh? Thì xích tỉ như giờ á, em cứ điện là anh lên à. Thí dụ như em lỡ như em cần 10 giờ đêm, 11 giờ đêm thì anh có thể xuất hiện không? Không, ý anh nói là em nói hẹn hò trong cái lúc ban ngày á, thì hoặc cái em cho cái giờ dắt á, ổn định á, thì anh sẽ lên liền, anh lên liền. Chứ em nói mà kêu như máy bay bay sao anh bay được. Nếu mà yêu thương đủ thì anh nghĩ rằng là anh ấy sẽ có mặt bất cứ lúc nào, đúng không? Dạ. Ảnh nói nhiều thì có cái vui thiệt, nhưng mà em thì em cần cái người thực hiện nhiều hơn là cái giờ lời nói anh. Tại vì lúc trước em cũng có quen một người đó rồi, nhưng mình nói thì nói nhiều lắm luôn, nhưng mà thực hiện thì không được. Em đã thất bại một lần rồi thì em muốn là ảnh đừng nói nhiều với em quá, mà hãy thực hiện đi. Trai hãy nói một điều gì đó để mà bạn gái cảm thấy tự tin vào những cái gì mình nói từ nãy tại giờ. Tại vì bây giờ á, anh gặp á, em nói cái lời em nói nãy giờ anh cũng đã hiểu rồi. Anh gặp được em á, đây chỉ có mấy tiếng hồ thôi, nên á, đâu có thể nào mà thể hiện mà những cái lúc mà anh thể hiện cho em thấy được. Thì em chỉ thấy mới có 5 thôi, chừng nào mà em gặp được anh làm á, em mới thấy được 10. Nếu mà em cảm thấy hợp với anh, đến với anh được, anh xin em hãy nhấn nút. Còn như mà nếu mà em thấy mà không được á, thì anh cũng không có ép em đâu. Rồi. Hết thời gian. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Bạn hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1. 2. 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Anh biết rằng trong cô gái vẫn còn một cái điều trăn trở và suy nghĩ. Đúng không em? Dạ đúng anh. Nhưng cuối cùng tại sao anh lại quyết định bấm nút? Tại vì qua cách nói chuyện của anh em thấy ảnh có cái sự chân thành. Em thì em cần một người là biết làm ăn, chia sẻ với em công việc. Em không cần hả lãi quá giàu. Anh nói được những đề trên này thì em mong rằng trong thời gian tụi em tìm hiểu với nhau thì ảnh sẽ thực hiện được những lời mà ảnh nói với em trên đây. Cố gắng nha em trai. Dạ. Đừng để mọi người thất vọng nha. Dạ không có đâu chị. Nếu mà em sau này mà được thì em sẽ nhớ tới anh với chị hoài luôn. Rồi, hai bạn hãy hôn nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày xin hôm nay. Xin phép bác đi. Phép. Đã xin phép bác con được hôn bạn gái con. Tự nhiên đi con thấy chưa? Thưa, sư phụ. Trời ơi, đứng đó không đẹp không thiệt nữa mệt nữa. Nghe không Cưng? Hồi là làm thơ nữa đó, kéo màn lên là... Em tên là gì? Hôm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em tên
Thảo. Thảo. Dạ, năm nay em 29 tuổi. Thiệt 29 không á? Chứ chị nghĩ em nhiêu? Bốn mấy hay là hăm mấy? Trời ơi, 29 gì mà giống như 19 vậy? Chị khi em nó hơi lố đó. Có nhiều người khi em cũng trẻ khoảng 22 thì có, chứ mười mấy thì nó hơi lố. Thấy em cũng hơi lố rồi đó. Rồi hiện giờ Thảo Thảo đang làm việc ở đâu? Dạ em đang làm việc ở công ty B&G. Công ty dạ. B&G. Mình làm cái nhiệm vụ công việc gì? Dạ em làm nhân viên phòng thí nghiệm. Chị mà chị biết B&G là công ty gì không? Bột giặt. Vậy em sợ anh lộn qua Vàng Bạc Phú Nhuận nên em phải nhắc trước á. Dạ. Em mà nói đố này mà em đố gặp nghe anh Quyền Linh là em thua rồi. Dạ. Nhìn cái gì anh cũng rành hết trơn á, anh giỏi lắm. Dạ không, em cũng biết chị, em coi chương trình nhiều em thấy anh cũng tám dữ. Rồi mời bạn Nam lên đi anh. Lên đứng nhất là chặt chém bên kia xong quay qua tôi nữa nhớ đi nha. Rồi chúc mừng bạn trai. Có tôi đây. Chào Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Cùng quý vị khán giả, lời đầu tiên gửi chương trình chúc sức khỏe đến mọi người và mong đầu năm cuối năm gặp may, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy. Hơi bị khớp đúng không? Dạ hơi bị rung. Bạn tên là gì? Dạ em tên Duyên. Em nay 30 tuổi. Tên Duyên hả? Dạ. Tên giống gái mà. À, tên giống gái làm nghề gì bạn? Dạ em làm bên thiết kế thi công hệ thống điện của tắc là đun dây điện. Tại sao thấy bạn lại đẹp trai thế này cũng phong độ này mà chưa có bạn gái? Tại vì là lý do em ế là một xu thế của quốc tế. Ế là một lợi thế để mình bàn mưu tính kế. Mình xây dựng tình thế để khống chế tình yêu. Trời ơi trời. Rồi chúc mừng em. Em đã gặp được đối thủ. Bây giờ em ngon em chặt chém cái anh ngồi bên kia màn kìa. Chứ em đừng có chặt chém MC nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ chị em anh nói... ơi em nghe anh nói nguyên một cái câu đó. Em cảm thấy em cũng lo ngại cho bản thân quá. Tại em không thấy cái gì là tình cảm thiệt là tình của anh tìm người tử tế chẳng hạn. Chứ giờ anh đi mua tính kế chắc em chết quá. Không sao đâu em, anh dễ dãi lá thích là chiều IQ anh chết rồi em. Nãy giờ anh nói xong là em cứ nghe chữ kế là em thấy em rung lại bẫy rồi. Vậy á hả? Hiện tại giờ anh đang dùng nam nhân kế nè em. Anh thi triển danh Quyền Linh hả? Chứ em chưa thấy được cái nhan sắc của anh giờ sao ta? Cái nhan sắc của anh là gọi là chim sa cá lặn em ơi. Mấy hai đứa thò đầu qua coi mặt nhau luôn đi. Anh ơi, anh nói câu đó mà khán giả cười quá trời luôn. Em nghĩ chắc ra nghiêng thùng đổ nước rồi. Nói thôi chứ anh thông báo em bên đây rung lắm. Tay chân quý quá trời ngồi nè. Nó ngồi bật nút ra luôn nè. Tôi nghe vô là làm thơ em quá mà. Ờ đó vậy bạn yêu bao nhiêu người rồi bạn? Dạ hai người. Hai người, hai dạ. Người đó là... Một người thời đi học, còn một người thì đi làm rồi chị. Rồi tại sao chia tay? Người đi học thì sao? Người đi học thì bạn ấy cũng dễ thương lắm nhưng mà tính hai người không có hợp. Người thứ hai là em rình Facebook người ta, em phát hiện người ta có bạn gái rồi cái em bỏ. Bạn quan điểm thế nào về tình yêu? Trong tình yêu là đừng có thẳng tính quá. Thẳng tính là sai. Giả này người ta mới thích. Gì nữa? Anh đang nói em đó chị ơi. Bạn Thảo hôm nay bạn đến đây có ai đi theo cổ vũ bạn không? Dạ có, đồng nghiệp với lại bạn. Đồng nghiệp của bạn đâu? Dạ ngồi ở bên dãy bên kia. À chào các bạn. Dạ. Ủa cái Thảo ơi hốt đi là hốt cái gì vậy bạn? Dạ có cái gì hốt được hốt hết chị. Nhưng mà bạn thấy bạn trai như thế nào? Cảm nhận của em á, ảnh rất là hài hước. Chị em thì cũng rất là hài hước. Như anh chị thấy là 1 9 1 10. Nếu mà chị hốt được thì hốt về chắc cười không có buồn đâu. Rồi cảm ơn bạn. Qua tôi coi mới được, chết rồi. Trời ơi. Chào. Sao mà cái mặt cái kiểu nói chuyện nãy giờ nó quớt nhau vậy? Tưởng tượng hình dung ra bên này nghe hình một cái anh chàng là cái như là nó lớn tên lớn ca lớn cất mà sao cuối cùng là thấy bảnh không chị? Bảnh. Có bảnh. Ngước mặt lên tao nhìn cái gì mà cúi xuống dưới vậy? Em mới cỡ chị. Chắc chết. Tại vì nhìn chị đẹp quá em mới cỡ. Nữa thôi thì tập trung bên đây đi, đừng quăng tôi nữa. Bài thơ nào hay nhất đọc nghe. Để đọc bài thơ nào khen sắc đẹp của tôi coi. Chị Tường hôm nay đẹp quá. Em hôn chị lên má. Hết rồi chị. Suy nghĩ rồi hết. Thua, sư phụ. Trời ơi, đứng đó ổng đẹp, ổng hôn thiệt nữa mệt nữa. Nghe không Tư? Hồi là làm thơ nữa đó, kéo màn lên là làm thơ. Bây giờ hỏi là mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người của em là người đó là phải tiền thoáng mà nở hậu càng tốt. Em thì em không thích mấy người mà người phụ nữ thủy chung trước sau như một. Giống LCD chứ mình. Em nói bên kia nghe rõ chưa? Nghe. Em có thần tượng một người phụ nữ nào không? Có thể người yêu giống ai không?
đẹp hơn chị Cát Tường tí. Phải đẹp hơn chị Cát Tường hả? Dạ. Mẫu người nào em không thích? Anh Hà rồi đi tắm, đi nói xấu người khác. Nãy giờ bên kia có nói xấu bên đây chưa? Nãy giờ chém em dữ quá rồi. Ta chém thôi chứ ta có nói xấu hồi nào đâu. Còn bạn, cái mẫu người lý tưởng của bạn là như thế nào? Em thích cái người này, con trai họ phải hơi men một xíu. Men là cái tính thôi, nhiều khi có thể là cái hình thái là giống như là thương sinh nhưng đừng có da u thịt bắp lắm. Nhưng mà dạ, nhưng mà bạn tính bạn men một chút và bạn cũng thẳng thắn. Nên nói với anh Huyền Linh á. Mẫu lý tưởng của em là giống như anh Huyền Linh. Gần giống á, dạ. Vậy bây giờ cái mẫu người nào là bạn không thích? Dạ, mặt mà nó hơi ác ác với đểu đểu á. Tại sao không thích đểu? Đểu nhưng mà nhiều khi cái mặt ta vậy nhưng mà người ta vẫn tốt, đẹp trai là được rồi. Dạ thì em thích cái người có nụ cười hiền. Còn mặt mà ác với đểu thì thường thường nó có cái phong cách sẵn rồi chị. Là nó toát ra luôn rồi. Vậy là anh Huyền Linh là cười hiền á hả? Anh Huyền Linh anh cũng thẳng tính. Cười nó thẳng tính không có thể nổi. Em thấy anh có đểu không? Dạ cũng giờ thì thấy hơi hơi rồi đó. Xa xa vậy không thấy. Xin lỗi anh. Anh làm em run quá em nói lộn á. Chứ em thích anh. Được không anh? Nhắm cặp này ổn không? Cá tính cũng ổn. Phải hai không? Người này về lấy nhau về bảo đảm nhà vui lắm. Thôi cho kéo màn lên đi cho hai lên nhìn nhau đi. Riêng mọi người 2 phút nhưng cặp này là 5 phút. Thôi làm thơ hết 4 phút. Rồi hai người nói chuyện lớn lên nha, bản lĩnh lên nha. Cô ta bản lĩnh lắm ha. Anh này cũng giống giống Huyền Linh, đẹp trai Huyền Linh. Chào em. Sao nhìn anh, dạ. Nhìn người này. Dạ em chào anh không phải nhìn anh đó. Dạ. Chào em. Dạ em chào anh. Nhìn em rất là ngon. Búp. Trời ơi. Anh nói một câu sao em cũng muốn ha. Ừ. Bị ngọng rồi. Vậy anh khen em chỗ đó em ngại quá. Thí dụ như anh khen em đẹp đi hay trẻ gì đó là em thích hơn đó. Cho anh hỏi tí nha. Nhà cục tưng ở đâu? Dạ em có nhiều nhà lắm. À. À nhà trọ hay nhà ở? Nhà nào cũng được em. Dạ vậy nhà trọ em ở đây anh. Quê em ở đâu lần? Dạ em ở Khánh Hòa. Em muốn gì hỏi anh không? Em muốn gì hỏi anh là em bây giờ em chỉ có muốn. Ý nói là anh muốn gì hỏi em á, là nói ngược lại. Dạ anh muốn gì hỏi em thì anh cứ hỏi đi anh không sao nữa. Nãy giờ anh hỏi rồi để nhiều khi anh lanh quá rồi em bị khớp nữa. À, chắc đúng là cũng hơi khớp thiệt. Bạn anh hôm nay ai đi theo anh vậy? Anh có người thân đi theo, thằng anh đi. Dạ chào chú ạ. À. Chú là gì? Tôi là cậu của Duyên. Chú thấy hai người có hợp không chú? Thì cái tùy hai cháu thôi. Chứ còn mình là chỉ bây giờ hồi xưa người ta nói cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Chứ bây giờ con nó đặt cha mẹ ngồi. Dạ cảm ơn chú ạ. Rồi chúng ta còn một phút nữa nói chuyện với nhau. Tí nữa nhớ bấm nút đỏ bình chọn cho anh được nha em. Mấy lộn like cho anh rồi. Anh câu like của em và anh có like cho em không? Có, anh like 1000 like cho em luôn á. Trời hết giờ. Rồi chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để chọn nút đỏ. 1 2 và 3. Thấy ổn không? Dạ cũng vui. Vui hả? Nắm tay nhau đi. Anh sẽ vì em làm cha thằng bé em. Em thấy anh dễ thương không? Vui tính. Vậy thôi chứ tâm hồn yếu đuối lắm em. Hả? Em thấy tâm hồn em cũng yếu đuối nữa. Vậy giờ ai lo cho em vậy? Hai người yếu hết trơn hả? Dạ. Cao kia lo đi. Dạ. Nó là phụ nữ lộng lẫy. Mà dạ. Nó là sợ không thích phụ nữ bị xe xua nhiều đúng không? Dạ. Xe xua nhiều là nó sẽ quên hết công việc gia đình. Phụ nữ hiện đại cho ta nên để cho người phụ nữ hiện đại họ tự chăm sóc mình. Họ chăm sóc sắc đẹp của mình, chăm sóc thân thể của mình, chăm sóc sức khỏe của mình. Họ có thể diện cho họ đẹp. Bởi vì người phụ nữ họ đẹp thì mình cũng vui vậy nha. Dạ. Ta phải nhìn thoáng hơn chút xíu. Anh nghĩ là như vậy. Còn cái là sở thích của em là không muốn người. Dạ. Không sợ người phụ nữ trưng diện quá rồi chăm sóc mình quá, mất thời gian, không có thời gian chăm sóc con cái gia đình đúng không? Dạ, dạ ý em là như thế. Yên tâm, dạ. Phụ nữ sẽ cân bằng cái điều đó. Dạ. Rồi còn điều gì nữa em sợ? Em hy vọng là sẽ hiểu về ví dụ như bạn này, bạn ở Nha Trang thì cũng là gọi là gốc miền Trung thì sẽ là sắp xếp công việc. Ví dụ như nếu mà tiến xa với nhau hơn á thì sắp xếp công việc rồi cân bằng giữa nhà nội với nhà ngoại sẽ là mối quan hệ hai bên. Dạ, cho nó ổn thỏa một xíu là được ạ. Bây giờ thì nhà trai nhà gái cùng giới thiệu để hai bên bắt đầu làm quen với nhau nha. Mời em trai. Dạ, em xin được chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Dạ, cùng với tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình hôm nay. Dạ, em là Trần Thanh Tú, em đang làm việc tại Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Dạ, em là quản lý hệ thống phòng trọ cho thuê cho sếp em. Dạ. Em quản lý hệ thống phòng trọ hả? Dạ. Anh tưởng em là nghệ sĩ ca hát ở đâu chứ? Dạ đúng rồi, em ngoài công việc kinh doanh của em thì em còn làm MC cho tất cả chương trình ở khu vực Đồng Nai, Biên Hòa, Đồng Nai, Bình Dương và Sài Gòn. À, làm dạ. MC nữa hay quá. Dạ. Thì mốt qua ngồi thế anh đi. À. Dạ. Sao nhìn này có thể ngồi thế anh được rồi đó, anh mệt mỏi lắm rồi. Dạ, dạ. Không, em nghĩ là cái duyên của anh Quyền Linh thì rất là nhiều người không có được. Dạ. Cũng có thể em có duyên nhưng mà cái duyên mai mối chắc là không phù hợp với em. Dạ. Anh Linh anh hay sảng lắm, kệ đi em, đừng để dạ. tâm. Nói chung rồi. Là... Rồi thôi bây giờ để bên nhà gái tôi giới thiệu nè. Rồi mời nhà gái. Giới thiệu dạ. đi cưng. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn Nam bên kia và chào các vị khán giả đang theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Nguyễn Thị Minh Châu, năm nay em 31 tuổi, em đến từ Nha Trang, hiện đang làm kế toán lễ tân cho trường mầm non. Trường mầm non ở Sài Gòn hay là? Dạ ở Nha Trang ạ. Ở dạ. Nha Trang luôn? Dạ, dạ em ở Nha Trang. Làm việc Nha Trang luôn? Dạ. Ồ. Nha Trang mới vô đây đó hả? Dạ. À, một rồi. Người thành phố, người Nha Trang sao ta? Em có sợ yêu xa không? Em không có quan trọng là yêu xa hay không. Với lại hình như là cũng có cái duyên á, là em đang định hướng là đi Sài Gòn à. Tại vì bên sếp em cũng đang muốn mở một cái chuỗi nhà hàng ăn uống á. À. Dạ. Nên à. Thành ra là em chưa có quyết định á. Nhưng mà thật sự em với bạn Nam này có duyên á, thì em sẽ sẵn sàng về, dạ, xin về chi nhánh dạ. Sài Gòn ha. À. Dạ, dạ. Ok vậy tốt rồi. Thì Lan chuẩn bị vào Sài Gòn hả? Ừ. Cũng hay ha. Rồi, trai không... cho đàn gái biết về những cái ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ em xin phép được nói về ưu điểm. Dạ, ưu điểm là em là tự tin. Ừ. Em có khá là nhiều tài lẻ, tức là vì một chút gì đó sạch sẽ. Sạch sẽ. Dạ. Cái này lạ nha, một dạ. chút gì sạch sẽ. Dạ. Rồi. Em là quê ở đâu vậy? Dạ em quê gốc ở Quảng Bình. Quảng Bình. Dạ. Quảng Bình quê ta ơi ha. Dạ vâng. Đó, mà nhà gái. Còn mình thì sao nè, mình nói về một chút ưu khuyết điểm của mình đi bé. Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, cũng tự lập. Dạ, còn khuyết điểm của em thì em hay quên á chị. Dạ hay quên, cũng kiểu như dễ cảm xúc á, dễ bị mũi lòng á. Tức là ai thấy ai mà ngồi khóc là em cũng khóc theo. Vậy đó hả, hay khóc nhè đó, coi phim chắc cũng khóc nhiều à. Dạ, dạ nhiều. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em hai, nhưng mà mối tình gần nhất em chia tay khoảng 2 năm. 2 năm? Dạ. Hai mối tình đã yêu nhau bao nhiêu năm? Dạ mối tình đầu tiên thì là cái thời điểm sau khi cấp 3 và bước vào năm nhất của cao đẳng rồi, thì cũng lâu. Dạ. Mối tình thứ hai? Dạ mối tình thứ hai khoảng được 1 năm. Cũng không có phải là gì nó lâu lắm đúng không? Dạ. Chia tay bao lâu rồi cưng? Dạ, chị. 2 năm rồi đó. Dạ, hai năm. Cái mối tình thứ hai 2 năm rồi. Dạ vâng ạ. Ồ vậy hả. Vậy chị hỏi bên nhà gái chị sẽ về tình duyên như thế nào nha. Dạ. Em đừng tình duyên của mình sao. Em cũng hai mối tình. Dạ mối thứ nhất là cũng mới vào đại học á. Thì thấy mấy bạn cũng quen bạn trai rồi mình cũng về nhưng mà yêu xa. Dạ cũng không có gặp luôn. Xong thôi bỏ mối tình đó đi. Dạ mối xong thứ mối hai. Thứ hai á là chia tay cũng được 2-3 năm rồi. Dạ thì cũng là yêu xa. Yêu xa luôn? Dạ, anh ở bển á. Dạ, khoảng cách địa lý, múi giờ này nọ nói chung là cũng không có hợp lắm. Cũng gặp mới có 1-2 lần, 3 năm á. 3 vậy năm cũng hả? Gặp mấy lần thôi. 3 dạ. năm mà gặp được có 1-2 lần thôi. Tại Tết mới về. Ồ, dạ, về. Nên thành ra là nói chung là cũng có nhiều cái không có hợp. Dạ. Rồi bây giờ em mong muốn cái người yêu của mình bây giờ phải như thế nào? Em thích một người sống chân thành, tôn trọng và kiểu như sống có trách nhiệm. Em sợ nhất điều gì đàn ông? Em sợ kiểu vũ phu, hút thuốc lá. Vũ phu hút thuốc lá? Dạ, cũng hơi gia trưởng quá thì cũng không thích lắm. Sợ đúng không? Còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình em thấy chỉ cần cao hơn em dễ nhìn chút là được ạ. Dạ, cũng không quan trọng, quan trọng là cái cách người ta sống và đối xử như thế nào á chị. MC mà cũng không thể nào không dễ nhìn được đúng không? em sợ dễ nhìn quá là cũng mệt. Rồi còn em thì sao kìa. Dạ em lại muốn có người yêu mẫu hình lý tưởng nào nói cho mình nghề nghiệp quá kìa. Dạ mình nghề nghiệp quá, nói chuyện với anh Việt Linh mà cũng
một bạn gái hiểu em. Dạ, hiểu vấn đề hiện tại là hiểu về công việc của em. Ví dụ như đi sân khấu hay đi làm chương trình thì cũng có rất nhiều cô gái. Ví dụ mình chụp hình rồi, nếu mà trường hợp chụp hình thân mật quá thì cũng sợ cái bạn ở nhà bán buồn. Còn một người em mong một người hiểu em, mà thật sự là hiểu cho công việc của em và hiểu vấn đề, hiểu cuộc sống của em là được. Em có thích điều gì ở phụ nữ? Dạ. Để coi cái ngoại hình đó, ngoại hình thì em có quan trọng ngoại hình không? Cái người bạn gái đó, em quan trọng cái ngoại hình của bạn không? Dạ, vừa phải, nó nằm ở mức 5 điểm là được. 5 điểm thôi, chỉ cần dạ, 5 điểm là dạ, được hả? Em không có yêu cầu quá là cao. Dạ. Rồi anh Linh hỏi em gì kìa? Em không thích điều gì đằng ở phụ nữ? Phụ nữ mà ví dụ như lộng lẫy quá hay là... Lộng lẫy mà sợ gì? Dạ. Ví dụ như ăn diện nhiều quá thì sẽ không có được. Thì cũng có những lúc lễ lọc hay là gì cũng để cho phụ nữ diện chút xíu chứ. Phụ nữ là đẹp, không chỉ cho chồng mà cho xã hội ta ngắm nhìn nữa chứ. Chứ đâu phải là phụ nữ diện là không tốt đâu. Sợ cái lúc mà chăm chút bản thân nhiều quá thì sẽ ảnh hưởng đến những cái vấn đề, ví dụ như chuyện gia đình hay là những cái công việc hay những cái vấn đề khác. Tức là phải nói rõ là không phải là phụ nữ lộng lẫy mà em nói là sợ không thích phụ nữ bị xe xua nhiều, đúng không? Xe xua nhiều là nó sẽ quên hết công việc gia đình. Phụ nữ hiện đại cho ta nên để cho người phụ nữ hiện đại họ tự chăm sóc mình, họ chăm sóc sắc đẹp của mình, chăm sóc thân thể của mình, chăm sóc sức khỏe của mình, họ có thể diện cho họ đẹp. Bởi vì người phụ nữ họ đẹp thì mình cũng vui vậy nhá. Chúng ta phải nhìn thoáng hơn chút xíu. Anh nghĩ là như vậy. Còn cái đó là sở thích của em, là không muốn người không sợ người phụ nữ chân diện quá rồi chăm sóc mình quá, mất thời gian, không có thời gian chăm sóc con cái gia đình, đúng không? Dạ, ý em là như thế. Yên tâm, người phụ nữ sẽ cân bằng cái điều đó. Rồi còn điều gì nữa em sợ? Em hy vọng là sẽ hiểu thì ví dụ như bạn này, bạn ở Nha Trang thì cũng là gọi là gốc miền Trung, thì sẽ là sắp xếp công việc, ví dụ như nếu mà tiến xa với nhau hơn á thì sắp xếp công việc rồi cân bằng giữa nhà nội với nhà ngoại sẽ là mối quan hệ hai bên. Dạ, cho nó ổn thỏa một chút xíu là được ạ. Nói chung là bạn này mong muốn người phụ nữ biết cân bằng cái bên trong và bên ngoài, xã hội và gia đình. Đó, ý là vậy. Rồi. Em đi đó ai? Là ý của nhà trai, nhà gái, chào em gái. Nhà gái nói rồi đó. Nhà gái thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Chắc em cũng được 70-80 vậy. 70-80 hả? Dạ. Em ở Khánh Hòa. Dạ, Khánh Hòa. Là tại Khánh Hòa luôn. Dạ, ở Nha Trang, gần biển ạ. Rồi mình nghĩ rằng mình vào Sài Gòn sớm nhất, thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất là bao lâu nữa? Trước mắt là đã thuê mặt bằng rồi thì thuê em rồi. phải qua được một cái khóa training của bên sếp em nữa. Dạ, thì nó đạt được yêu cầu á thì có động lực hơn. Vậy là 80-90% rồi đó. Dạ. Hết dịch là sếp triển khai là vô luôn được đó. Rồi. Bây giờ thì hỏi kiếm người thân đi. Sao hỏi người thân coi sao? Em gái Khánh Hòa đi với ai? Dạ em đi với dì và em gái ạ. Dạ. Rồi chào nhà gái. Nhà gái cho ý kiến nào. Xin chào hai MC, chị Hồng Vân và Quyền Lân. Chào cháu Tú. Chào cô. Xin chào gia đình của cháu Tú. Nãy giờ qua trao đổi thì thấy cháu Tú là người rất là nhanh nhẹn, hoạt bát, lanh lợi. Làm MC không phải dễ. Dạ, cảm ơn cô. Với bé Châu á, thì ở nhà là bé Châu nó là đứa rất là ngoan ngoãn, lễ phép, hiền lành lắm mà cũng không có chân diện gì nhiều. Tuy nhiên là như hồi nãy cháu nói á, thì theo dì á, dì là phụ nữ nè, thì không có điều kiện thôi, chứ có điều kiện thì vợ đẹp ra đường sánh vai với một người vợ đẹp mình tự hào chứ à. Yeah. Phải không? Cho nên là mình thoáng rang chút xíu. Thì tới đây là mấy bữa nay là bé Châu nó cũng rất là hồi hộp rồi, mà chắc cháu bên này cũng vậy. Thì với công sức của chương trình cũng đã duyệt qua hồ sơ, bao nhiêu cái hồ sơ, và bây giờ hai đứa gặp ở đây đó là cái duyên rồi.
Thì tùy theo con tim của hai đứa, khi mà gặp nhau có cảm xúc thì chúng ta hãy cho nhau cơ hội để mà chúng ta tìm hiểu, và tin tưởng khi chúng ta tìm hiểu ta sẽ hướng tới cái mục tiêu là tiến xa hơn. Rồi. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn. Em ta đi với ai? Dạ em đi với sếp em cùng với những người anh đồng nghiệp. Sếp phòng trọ đấy hả? Dạ, giám đốc mấy trăm phòng trọ. Dạ. Rồi, chào em trai. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và xin chào tất cả quý vị đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em là Đức Trung, là bạn thân của em Tú. Thì em Tú là một người rất là hiền lành, chịu khó làm ăn và đặc biệt rất là nhiệt tình với tất cả mọi người. Còn anh nhìn thấy em gái bên này thì em ấy, cô ấy cũng rất là dễ thương, cũng nhanh nhẹn hòa đồng. Thì theo anh thì hai em nên cho nhau một cái cơ hội để cùng nhau tìm hiểu và có một cái kết quả tốt đẹp. Chúc hai em luôn thành công và những gì tốt đẹp nhất. Xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn nhà trai và nhà gái. Bây giờ mở màn ra nha. Em tặng quà xong em sẽ làm một màn MC để chào sân cái thiệu. Dạ. Chào quý khán giả, hôm nay tôi đến đây và muốn hẹn hò ha. Tôi đã gặp người bạn tên gì ha. Tôi mong muốn đi thử làm một đoạn đó. Dạ. Chinh phục nhà gái liền nha. Suy nghĩ đi nha. Cho em hỏi lại tên bạn nữ. Hỏi lại tên bạn nữ ha. Dạ. Em bạn nữ tên gì vậy? Em bật mí với bạn cái đi. Em tên Châu ạ. Châu. Nãy chắc nói nhỏ quá không nghe đúng không? Đúng rồi. Dì Châu. Dạ, bạn bên kia tên Tú phải không ạ? Dạ. Tú, bên đó là Tú đúng không? Đúng rồi, Tú là... Châu. Châu. Dạ. À, rồi, suy nghĩ nha. Chuẩn dạ. Bị. Mở rào. Dạ chào anh, cảm ơn quà. Dạ, cảm ơn, dễ thương. Trời ơi. Dạ. Kìa Châu coi cái gì, đưa đây. Dạ. Châu. Xin hân hoan chào đón tất cả quý vị cùng đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và hôm nay là lễ báo hỷ của anh trai Thanh Tú cùng với bạn Bảo Châu. À, và lời nói đầu tiên, cho phép Vương Nam Thịnh xin mạo phép được thay mặt cho ekip những người thực hiện chương trình kính gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất ạ. Báo hỷ luôn hả? Dạ. Làm lễ báo hỷ luôn. Trời ơi. Bây giờ em coi quà Châu tặng mình là cái gì. Coi Châu muốn nhắn nhủ gì qua cái món quà đó. Dạ. Bạn có thể bật mí cái này được. Cái sở thích bình thường của em ở nhà là thích kiểu như mấy đồ ăn vặt á, làm bánh kẹo rồi cắm hoa á. Thì cái này là một loại kẹo. Kẹo này là tên là Nougat. Thì còn có một tên khác là kẹo hạnh phúc. Thì cũng tới với chương trình là cũng hy vọng là tương lai mình sẽ cũng hạnh phúc như vậy. Rất là cảm ơn. Kẹo này chắc để đến khi hết hạn thôi quá. Dạ, để đựng thay. Không dám ăn. Rồi Tú ơi, sao Tú tặng cái con Doraemon này kinh hoàng vậy? Bự quá. Dạ. Trời bự luôn nè. Dạ. Thưa với chị với bạn là Doraemon, là gọi là Doraemon là con vật tượng trưng cho sự may mắn. Chúc cho bạn luôn gặp rất nhiều may mắn. Kể giống như bạn gặp mình cũng là một điều may mắn rồi. Cảm ơn. Rồi hát tặng bài luôn Tú. Mình làm luôn năng khiếu của mình đi. Em xin hát một đoạn tại vì tặng bạn gái. Dạ. Xin hát một đoạn ca khúc về xứ nghệ cùng anh. Ôi ôi, đúng cái bài của Huyền Linh ít kìa. Em có về xứ nghệ cùng với anh không? Không á. Em có về xứ nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió. Về đó rồi em thương nhiều hơn nữa, bởi nơi anh thắm đượm tình quê. Em có về xứ nghệ với anh không? Có dòng sông tuổi thơ anh lặn lội, câu dân ca bắt nguồn từ đồng ruộng, để ai xa vẫn luôn nhớ về quê. Nặng nghĩa ân tình câu ví dằm người ơi. Về đi em, về với quê anh, nước biếc non xanh đường quanh quanh xứ nghề. Về bên anh nghe lời thương của mẹ,
Em mân du xứ Nghệ, nó ham kẻ giàu sang. Dù một nắng hai sương nhưng ấm bao tình nghĩa. Răng cưng cái mối mặn, tiếng nói nó giống ai. Dư đã nói yêu em, lời yêu thương còn mãi. Em thương em có về xứ Nghệ với anh không? Em thương theo anh về xứ Nghệ cùng anh. Trời ơi! Ủa, Tú, Tú quê ở Nghệ An hả? Dạ, sao? Em Quảng Bình ạ. Tú Quảng Bình mà mời về xứ Nghệ. Ồ, dạ. Sao kỳ vậy? Sao lại không mời về Quảng Bình mà lại rủ về xứ Nghệ ta? Thưa với anh chị và quý vị là Thanh Nghệ tỉnh nhà mình thì là khúc ruột miền Trung. Và miền Trung là đặc sản của em. Thì mời về xứ Nghệ là mời về ngay nhà em rồi ạ. À, đấy. Dạ. Rồi. Hai đứa về ngồi chỗ. Châu có thể hát bằng lại bằng trai đi. Bạn trai hát hay quá, em hát em sợ. Để dạ, hát đại nào. Góp vui một chương trình thì em hát một đoạn. Dạ. Em nhớ lại. Cùng nắm chặt tay, cùng xây đắp ngày mai. Nguyện cho bao yêu thương chẳng phai tàn. Tìm đến bình yên, tìm đến những mùa xuân. Tình yêu bên cung đàn ca hát. Rồi những mùa hoa hạnh phúc trong ngày qua. Từ trên đôi môi yêu những tiếng cười. Tình ngỡ là mơ, tình thắm những lời thơ. Người hãy bên anh trọn đời vui. Thôi, thôi. Ngồi đi cưng, hai đứa ngồi đi. Chúng ta tặng quà, giao lưu âm nhạc ha. Rồi nói chuyện với nhau qua cái hàng rào rồi. Bây giờ quay mặt về nhau đi. Trực diện nào. Bốn mắt nhìn nhau. Và chúng ta có thể cảm nhận về lần đầu tiên trong cuộc đời mình gặp nhau đó, đối phương thế nào? Mình muốn nghe chia sẻ của bạn. Thì ấn tượng ban đầu là nhìn bạn cũng chững chạc, cũng hiền. Nói chung là chưa tiếp xúc nhiều nên không thể nhận xét một con người qua bề ngoài được. Có sợ cái vấn đề mà một cái người mà tiếp xúc nhiều với sân khấu, tiếp xúc nhiều với nhà hàng thì lỡ những anh chị em đồng nghiệp mà lỡ có chụp hình thân thiết quá thì bạn có ghen không? Cái vấn đề đó không phải là ghen hay không, mà cái vấn đề đó là ở bạn cho kiểu như là anh cho em bao nhiêu sự an toàn thì mình sẽ tự khắc là cho bấy nhiêu sự tin tưởng. Tức là mình sống mình phải kiểu như làm sao đừng thấy tin tưởng rằng là bạn không có ý gì hết với những người mà chụp hình thân thiết với bạn như vậy á. Thì vấn đề đó là nói chung là cũng không có phải là khắc khe là không được chụp hình thân thiết. Thì ai cũng vậy, cũng có bạn bè, cũng lúc những lúc vui hay là gì đó. Nói chung nó không có quan trọng. Kiểu như quan trọng là cái tâm của bạn á, có bị lay động hay là gì đó hay không. Kiểu như vậy. Không, ý mình đang nói là rất là nhiều chị em đồng nghiệp đi, người ta thân, người ta quý mình, gọi là trong cái lúc mà gọi là không phải là cố ý, nhưng mà thật sự là người ta muốn cảm giác thân thiết thôi, chứ còn thực sự đã là cũng rất là sợ. Tại vì đến lúc mà chụp hình rồi các kiểu rồi, bạn ở nhà bạn sẽ buồn hay bạn sẽ mang tâm lý là ừ, cái anh này sao mà ra đường thấy chụp hình với gái xinh đồ thì nó tạo cảm giác cho mình không an toàn, thì bạn nghĩ như vậy không? Tại cảm giác an toàn là do cái phần mà không phải là mình nhìn cái hình mình đánh giá được thân thiết đến mức độ nào thì đâu có thể nào. Cái đó nó cái phạm trù nó cũng hơi rộng á, nên cũng chưa biết. Thì nói chung là không có phải là mình ngăn cản cái công việc là bạn bè hay là sự thân thiết, thể hiện sự thân thiết gì. Nhưng vấn đề là bạn có bị ấy hay không á, lay động hay không thôi, chứ còn bình thường đâu có sao đâu. Bạn gái nói câu rất là hay, mình tạo cho bạn ấy sự tự gọi an là tâm. Tin như thế nào, niềm tin thế nào thì bạn ấy sẽ trao cái sự an toàn như thế. Giống như Linh vậy, nên đi chụp mà không biết bao nhiêu người có thể ôm, có thể này kia, nhưng ở nhà bà xã mình rất là tin mình, bởi mình đã tạo nên một cái niềm tin, một cái độ an toàn rồi. Thành ra là đừng có lo cái chuyện đó, quan trọng là các bạn yêu thương nhau và tin nhau thôi ha. Đã tin thì là an toàn hết á, sao tin không tin thôi. Dạ, cái đó quan trọng. Bạn có muốn vào Sài Gòn lập nghiệp và như cái định hướng của công ty hay là thì cũng đang có dự định như vậy. Tại cái này là đã, nói chung là đã lên kế hoạch triển khai hết rồi.
vấn đề là nhiều lúc người ta nói là quan trọng là có lý do hay không á, để mình có cái động lực để mình đi. Sau lần này hy vọng bạn sẽ cái động lực đi Sài Gòn của bạn sẽ nhiều hơn. Nếu em có thể chăm sóc cô ấy, tạo sự tự tin cô ấy và động lực cho cô ấy, quan trọng là do em đó nha em trai. Dạ vâng. Hiện tại là bạn đang ở đâu ha? Em với anh đi cho nó tình cảm đi. Dạ. Anh ở Bình Thạnh, Sài Gòn. Bình Thạnh. Là có làm quản lý cho một hệ thống phòng trọ cho thuê của sếp. Là một công ty. Và ngoài ra thì nhận sâu các sự kiện MC chương trình, các nhà hàng lớn nhỏ. Rất là chung là tần suất làm việc cũng khá là nhiều, nhưng mà hầu như thấy là ra đường là bị trai mê nhiều hơn là gái. Bởi vậy nên là nhiều khi người ta cứ mình sợ cảm giác người phụ nữ nhìn vào mình nó không an toàn. Nghe có vẻ rất là bận rộn, cũng thấy cực mà. Cái bản thân lúc nào cũng phải cố gắng rất là nhiều. Chứ ví dụ một người con trai mà đã xa khỏi vòng tay gia đình á, thì nỗ lực nhiều lắm. Thì hy vọng bạn là... con trai mê bạn nhiều hơn, vấn đề là bạn có mê con trai hay không thôi. Yeah. Em làm ở các nhà hàng là những cái bạn ấy là bạn còn đem nước cho em uống rồi đem trái cây cho em ăn đó. thật sự là xin số, xin Zalo, xin Facebook rất là nhiều. Nhưng nên mà là... vấn đề là bạn có mê cái tình cảm đó hay không? Dạ không, em thẳng. Ừ không thì được thôi. Có sao đâu. Dạ. Dạ đi ra ngoài cũng có mấy bạn đó chăm sóc thôi cũng yên tâm. Nhiều khi cái vẻ bề ngoài mình sáng quá nên là người ta sợ ví dụ ông này chắc kiếm thêm bà nữa hay gì, hay là ở nhà có bà nào rồi mà bây giờ đi giấu để kiếm thêm một người khác nữa. Cái cách nói chuyện quá linh hoạt thì cái đối phương người ta sẽ cái sự nghi ngờ người ta sẽ nhiều hơn là cái sự an toàn. Rồi quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bạn thế nào, cho trao đổi với nhau đi. Tìm một người thì anh muốn tìm một người mà hiểu về anh, hiểu về công việc, hiểu về gia đình, tức là đối nội đối ngoại một xíu, hiểu biết đời, sẽ xây dựng gia đình, nhưng mà hầu như 95% là sẽ phải phát triển ở Sài Gòn. Nên là cái khả năng về quê mà ở rể hay gì nó rất là khó. Hiểu. Còn em cũng không có phải là ở rể hay gì, nói chung là em cũng thoải mái tự do lắm. Thì cái người bạn đời của em ở đâu thì em ở đó thôi, chứ không có quan trọng là phải về nhà hay gì hết. Vấn đề là anh tạo cho em cái bờ vai vững chắc để em nương tựa thôi. Không, chắc chắn rồi. Dạ, thì quan điểm về gia đình của em nghĩ là chỉ cần một người nó tạo cho mình cái sự tin tưởng, an toàn này, đừng có lăng nhăng, rồi không có hút thuốc, em không thích mùi thuốc lá, rồi kiểu như là biết chia sẻ trong công việc gia đình á, cảm thông, mà biết lắng nghe, vậy thôi. Các những cái đó chắc mình phải đạt được khoảng 90%. Dạ, em chủ yếu là thấy biết lắng nghe á, cái đó nó cũng quan trọng đó. Thì chắc chắn đã về chung một nhà thì chắc chắn phải hiểu nhau rồi, thì mới về chung một nhà được, và hiểu cho bạn nữ và hiểu cho cái gọi là cái người, ví dụ về chung một nhà thì cái người vợ của mình chắc chắn là phải hiểu vợ mình. Hướng tương lai bao giờ chúng ta kết hôn? Dạ em nói với bạn gái đi, theo anh thì thế nào? Theo anh thì chắc cũng gần một chút xíu, từ tìm hiểu đến thì từ 6 tháng đến 1 năm. Em thấy cũng hợp lý. Hợp lý. Rồi bây giờ em hãy tiến tới nắm tay cô gái và nhìn thẳng vào con mắt cô ấy và nói lên những cái suy nghĩ của mình về cô ấy, cảm nhận về cô ấy sau cuộc trò chuyện, mình mong muốn điều gì cứ nói đi. Chơi nắm tay nào, nhìn thẳng vào mắt nhau. Chắc là anh hy vọng sau cuộc trò chuyện này thì cái động lực vào Sài Gòn của em sẽ nhiều hơn, mà ở đây luôn cũng được nữa. Dạ rồi. Ok anh. Sao nói gì đâu mà mập mờ dữ vậy? Ở đây luôn cũng được là sao? Ai sẽ là người lo cho cổ? Dạ em nuôi chị. Thì phải nói luôn. Dạ. Không có để tự hiểu. Dạ. Bây giờ mình phải nói hết. Đây là những phút nói thật á, hiểu không? Nói đi. Thì hy vọng rằng em sẽ xin công ty cái thời gian điều chuyển mình sẽ sớm hơn một chút xíu. Thì để cái khoảng thời gian hẹn hò nó sẽ
nhiều hơn. Mà anh hứa sao? Anh hứa nó, anh sẽ cố gắng thật nhiều, lo lo lắng cho em được. Dạ. Rồi, trở về ghế. Để tay mình nút bấm cho các bạn. Một cô gái nhẹ nhàng dễ thương, một chàng trai cũng tự tin bản lĩnh trong cuộc sống, cũng năng động. Và các bạn suy nghĩ xem chúng ta có thể ghép hai mảnh ghép lại được với nhau hay không. Chúng ta bấm nút không vì bất kỳ điều gì cả, mà hãy soi lại tất cả những câu chuyện từ nãy giờ chúng ta nói chuyện với nhau, xem mình đã hợp nhau chưa, có thể đến với nhau hay không. Nếu được thì bấm nút, không được không sao cả, hãy nhường nút bấm cho người khác nha. Rồi, bây giờ sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3. Trời ơi, bấm nhầm như là bấm mà bấm giật đồ vậy đó, hiểu không? Bấm mà sợ mình bấm chậm á. Hãy nắm tay nhau nào. Đấy, xin phép gì? Xin phép gia đình cho. Dạ con xin phép các bác nắm tay bạn. Rồi, xin hứa với dì đi, để dì về dì gọi là nói lại với cha mẹ. Dì như là mẹ rồi đó. Mong dì sẽ đánh tiếng cho gia đình bạn là có sẽ có một cái mối quan hệ nghiêm túc với một cái bạn nam ở trong Sài Gòn này. Cảm ơn. Đánh tiếng gia đình. Trời, làm thủ tục luôn đi cưng. Biết không, có coi này chưa? Dạ cho con xin phép nha. Thanh Hồng nói nha. Rồi, rất là dễ thương ha, hai bạn cũng còn trẻ, tương lai còn rất là dài, rất là sáng luôn. Hãy cố gắng hỗ trợ nhau trên con đường mưu sinh, mặc dù có thể rất là khó khăn vất vả tất bật đó, nhưng hãy yêu nhau, thương nhau và cố gắng nắm chặt tay nhau để chúng ta đi đến mục đích cuối cùng, đó là hạnh phúc nhé. Đây là những món quà từ chương trình gửi tặng cho các bạn. Đây, một bộ son môi Yurika của Nhật Bản đến từ nhãn hàng thép Vina QA thép Nhật Bản tặng cho bạn. Và đây là kem chống nắng của nhãn hàng Relastil của Ý nha. Dạ, cảm ơn. Rồi. Thì chắc xài kem chống nắng cho nó đỡ nắng. Đây là máy lọc không khí Toshiba để tặng cho các bạn. Ôi ngược rồi. Máy lọc không khí Toshiba. Dạ. Và đây là món quà của bạn gái, hay giữ lấy. Chúng ta đi đến những nơi nào chúng ta yêu mến nhất, thích nhất, để cùng trò chuyện với nhau, để cùng chia sẻ là những cái gì mà nãy giờ chúng ta nói nha. Hy vọng là các bạn sẽ có một điều hết sức tuyệt vời, đó là hạnh phúc. Rồi yên tâm đi, một cuộc hạnh phúc lớn nè. Xuống đi rồi chị thả cháu xuống cho. Cháu Doraemon. Cháu bự hơn cả cô nữa nè. Ôi trời ơi, trời ơi. Sao mỗi đứa điền hướng vậy? Em đi bên đây nè. Nắm tay bạn gái. Đường đường chính chính thanh thiên mạch nhật. Thì thực tế thôi. Chứ em thì không có nghĩ là phải có chồng hay là không có chồng, em đơn giản. Được, suy nghĩ rất là tốt. Chào em. Dạ, chào chị. Trời ơi, có tập tạ không mà sao đôi dữ vậy? Có đúng không? Dạ. Lúc trước em tới 100kg là thì mấy người mà người thì thích mập, người không thích mập. Thì em mới nói có phương pháp nào không để mình giảm cái cũng có người bạn. Nói thôi mày đi tập gym đi, thì có thể là cải thiện được. Ví dụ là không có được giảm ký thì cũng hơi gọn là được xí. Em cũng nhờ người bạn động viên, em cũng ráng tập, đập được 3 năm thì em giảm được, còn cũng được 8-9kg. Ồ vậy dạ, hả? Em động viên chị Dân đi em. Chị Dân dễ thương rồi. Mập dễ thương, ai mập là dễ thương hết. Đúng không? Bây giờ dạ, chị hỏi thiệt em nè, em có thích những người phụ nữ tràn trề phúc mộng như vậy không? Em thì đơn giản lắm, nói chung là biết thương yêu và biết nhường nhịn và biết lo lắng cuộc sống hai người gắn kết là được. Mập xấu là quan trọng. Em mập là bình nó chắc thôi. Mập ok đúng không? Dạ, tại vì em từng trải qua lúc mà em mập, mà em biết mà cảm nhận là cái đó mình hơi bị thiệt thòi. Nhưng mà em thì không nghĩ là phụ nữ là hay là ốm hay là mập không quan trọng, quan trọng nhất là em thấy là thương phụ nữ là được rồi. Là rồi. Vô tim của chị luôn. Dạ. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Tiến Phước. Hôm nay em 38 tuổi. Quê quán Cần Thơ. Làm việc ở Sài Gòn. Phước 38 tuổi, dạ, quê Cần Thơ. Dạ. Làm Sài Gòn mà làm gì Phước? Dạ, làm tài xế. Tài xế lái xe gì?
Dạ lái xe sắt thép xây dựng của Villa Kiwell. Vậy là xe gọi là xe công đó đúng không? Xe tải bự đúng không? Xe 3 tấn rưỡi anh Linh. À. Rồi Phước 38 tuổi, quê Cần Thơ, làm thành phố Hồ Chí Minh, lái xe. Còn em? À, dạ xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và dạ, chào anh bên kia cùng quý vị khán giả. Em là Nguyễn Thị Xuân An. Em năm nay 31 tuổi. Em là chuyên viên của làm tại Sở Khoa học Công nghệ Long An ạ. Dạ. Sở Khoa học Công nghệ Long An. Dạ. Hôm nay thì tới với chương trình đó thì em cũng có một món quà nhỏ để tặng chị Hồng Vân. Ủa, đây là chiếc tay em hôm qua em mới làm hôm qua để dành tặng cho chị ạ. Trời ơi chị cảm ơn em. Dạ. Cưng quá vậy. Dạ. Rồi cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Tự tay đó hả? Dạ tự tay em làm ạ. Nhớ chia Linh với nha Vân. Nè. Cho lưỡng sợi dây sao? Cũng được. Chia cho sao? Sợi dây đó. Càng ngày càng ấy à. Trời. Mà em bây giờ mình nói một chút xíu điểm mạnh điểm yếu cho đàn gái biết đi. À, điểm mạnh của em là biết nấu ăn, biết quan tâm với mọi người, nhất là bạn gái. Điểm yếu của em là hơi nóng tánh với hơi ăn nhiều. Giống anh quá. Nóng tánh với ăn nhiều hả? Giống dạ. Y chang anh luôn. Nóng hơi cỡ nóng nào? Nóng tánh ăn nhiều. Dạ. Nóng cỡ nào cưng? Lúc mà cưng nổi dạ. Cơn điên nhất là làm gì? Nóng là có nghĩa là những như trong công việc, ví dụ nhiều khi mà mình thấy công việc nó căng thẳng mà có người căng thẳng hơn mình thì mình nói giải thích người ta không hiểu đó, nhiều khi mình hơi lớn tiếng người ta xí rồi mình thấy người ta hơi biết cái mình nóng thì người ta nhịn đó, thì mình im luôn. Còn người ta cự thì mình chơi luôn. Thấy quá thì mình thôi cút luôn cho chắc ăn. Mình im luôn, coi như dạ. Mình không có cự lại luôn. Dạ. Ồ, vậy cũng lành tính chứ đâu có nóng tính đâu ta. Dạ thì hơi nóng thôi chị. Hơi nóng. Ừ. Rồi thích nó ăn thèm ăn là sao? Em thích ăn là dạ, sao? Dạ nhiều khi á em mà buồn á là em ăn nhiều lắm. Ồ. Cái đặt em xấu vậy đó, ăn nhiều rồi chừng nào hết cơn nghiện ra em nghỉ ăn à. Chị Vân chị không có buồn, chị vui buồn gì chị cũng ăn hết chứ á. Ôi ôi chứ tôi ăn mà thua Linh à. Trời ơi tôi nói thiệt á, cái người mà ăn nhiều hơn á là Linh đó. Mà tại vì trời thương Linh cái cơ địa nó mới mập thôi. Nói nghe nè, em dạ. Em thích những người ăn nhiều không? Dạ em thích người ăn nhiều tại vì giống em mà chị. Vậy hả? Dạ. Rồi đâu để bây giờ mình nói về mình coi. Dạ em thì điểm mạnh của em thì em là một người thích hợp với công tác xã hội. Khéo tay nữa nè. Em rất là thích làm những cái mà gọi là tự tay mình để gửi tặng đến người thân. Nhưng mà những cái gì mà em thích thì em sẽ quyết tâm làm, nhưng mà những cái gì em không thích rồi là không có ai ép em làm được hết. Em thì thích ăn nhưng mà em ăn có chọn lọc chứ em có nghĩa là giống như buffet vậy đó, em ăn mỗi thứ ít. Nhưng mà em ăn hoài luôn, có thể suốt ngày em ăn từ sáng tới tối luôn cũng được nữa. Nhưng mà em cũng thích ăn đúng không? Nhưng mà em không ăn nhiều. Dạ. Nhưng mà khẩu vị của em thì giống như người Bắc vậy á. Còn anh thích ăn là anh về đội của em được rồi anh. Còn điểm yếu của em thì em hơi bị lười nhát tí, là có nghĩa là em là con một cho nên là những cái công việc nhà thì cũng hơi nhát. Nhưng mà được cái thì em thích chăm sóc người thân, chăm sóc những cái người mà em cảm thấy thân thiết và em là một người sống tình cảm. Dạ. Rồi, nhưng mà anh hồi nãy anh nói là anh nóng tính, em về em không biết là em với anh sao nữa, tại vì em cũng bản thân em cũng nóng tính. Như em nóng tính á, dạ. Nóng tính là cũng như là trong công việc, còn ngoài hết công việc á là anh gắt hiền, nhưng mà nhất là phụ nữ là em yên tâm đi, anh là lúc nào là anh phụ nữ là anh thích nhất, tại vì phụ nữ là hiền, các người đàn ông suy nghĩ như thế nào thì anh không biết, còn riêng bản thân anh thấy là phụ nữ là người nào nếu mà là phụ nữ là anh rất là thương. Phụ nữ hiền lắm hả? Dạ không, phụ nữ nhiều người, tại mình không chọc người ta đâu có nóng đâu, cho mình chọc người ta đó, tại mình chọc là do cái miệng mình chọc người ta, bản thân mình chuốc lấy hết á. Phụ nữ mà chọc đi rồi biết. Dạ em biết mà, phụ nữ là lúc nào cũng phải chiều chuộng, hơi cưng chịu xí chứ không sao, mình nhịn là cho nó yên chứ đàn ông hơn thua phụ nữ không tốt. Anh cưng người yêu dữ không anh? Dạ anh á em. Dạ anh thì nói chung thì ba mấy năm nay anh cũng muốn tìm một mối tình, đang kiếm một người đi hết cuộc đời, là dĩ nhiên là anh là chắc chắn là phụ nữ là anh
là cưng, lúc nào cũng là cưng rồi đó, nhưng chưa có cơ hội, không biết sao đây. Nhưng mà sao anh cưng vậy rồi mà ba mấy năm anh vẫn còn. Tại vì lúc trước á, thì anh cũng có một mối tình là ở dưới quê. Dạ. Do vật chất gia đình anh cũng nói chung là cũng chưa có để lo cho người ta được, rồi người ta cũng đi lấy chồng, rồi anh cũng để cho anh lấy chồng. Rồi từ đó giờ anh là cái quan niệm anh là rất là phấn đấu, là có nghĩa là anh đi làm ví dụ là mình nhắm mình lo cho người phụ nữ được là mình nên lập gia đình. Tại vì người đàn ông mà ví dụ mà trụ cột gia đình mà mình không lo được phụ nữ là cũng thiệt thòi cho phụ nữ. Hay quá, câu này hay đó. Rồi. Vậy là có mối tình thôi hả? Dạ. Rồi một mối tình duy nhất đó thôi. Chia tay mối tình nó bao lâu rồi? Dạ, chia tay mối tình nó cũng năm nay cũng mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi. Dạ. Mà không có quen mối tình nào khác dạ, nữa. Không, tại vì công việc của em á, thì nói chung thì cũng em thì lên Sài Gòn thì em đang quyết tâm là lập nghiệp. Ví dụ mình sau này em kiếm một ví dụ mà mình có duyên rồi mình làm mình thấy có ổn định công việc rồi mình sẽ kiếm duyên sau. Cái đó là công việc thì tiền bạc thì ai cũng cần, nhưng mà em cũng cố gắng mình cho dù người đàn ông nó cực cỡ nào mình phải kiếm mình để cho phụ nữ nó khỏe khoắn hơn chứ. Nhưng bây giờ đủ tiền lo cho phụ nữ chưa? Dạ thì cũng không có nhiều cũng không có ít, nhưng mà có thể là bản thân em là chắc có thể là lo được cho phụ nữ. Lo được phụ nữ rồi, ha. Ok đúng không? Dạ. Rồi vậy khỏe. Ừ, còn em sao? Tình duyên sao nè? Dạ thì thật ra thì em từng trải qua một đời chồng rồi. Em kết hôn năm em 25 tuổi. Nhưng mà do hoàn cảnh là em là con một cho nên là em ở bên Long An, còn chồng em ở bên Bến Tre. Rồi nhiều vấn đề xảy ra, rồi hai đứa em dẫn đến là không có thể tiếp tục được nữa. Rồi sau khi mà ly hôn á, thì thật ra thì em cũng có tìm hiểu ba mối tình, nhưng mà em kiểu giống như em là một người sống thiên về tình cảm, em đặt nặng tình cảm nên cũng người ta cũng dựa vào cái điểm yếu đó của mình mà người ta gạt mình. Dạ, cho nên là cũng không đi tới đâu. Nhưng mà hôm nay đi lên chương trình đó thì mấy chị bạn trong hội bạn thân của em thì cũng nói là quyết tâm là nay lên đây dạ em không tìm người yêu, em tìm chồng. Chồng ơi, anh ở đâu? Em anh đang ở đây nè. Nhưng mà chị hỏi này chút xíu là em đã có con chưa? Dạ em chưa có con. À chưa dạ. Có đúng không? Vậy là cũng đỡ ha. Rồi em trai cảm nhận thế nào khi cô gái kia đã lỡ một lần đò? Nói chung thì mình trên đời này không có gì mà suôn sẻ, cái đường nào mà cũng không suôn sẻ. Mình quan trọng nhất là cái em thì đàn ông thì em không có tính toán gì, cái ví dụ mà có gia đình thì cái đó là khổ, không ai muốn vậy. Nhưng mà bản thân người đàn ông là nếu mà mình là em là không bao giờ nghĩ tới có gia đình hay là không gia đình không có quan trọng, là miễn sao mà cái quá khứ mình gác bỏ qua, mình tính cái tương lai hiện thực tế thôi, chứ em thì không có nghĩ là phải có chồng hay là không có chồng. Em hay đơn giản quá. Được, suy nghĩ rất là tốt. Chào em. Dạ chào chị. Trời ơi, có tập tạ không mà sao đô dữ vậy? Có đúng không? Dạ. Lúc trước em tới 100kg là mấy người mà người thì thích mập, người không thích mập, thì em mới nói có phương pháp nào không để mình giảm cái cũng có người bạn nói thôi mày đi tập gym đi thì có thể là cải thiện được, ví dụ là không có được giảm ký nó cũng hơi gọn là được xí. Em cũng nhờ người bạn động viên, em cũng gán tập được 3 năm thì em giảm được còn cũng được có 8-9kg. Ồ vậy dạ. Em động viên chị Dân đi em. Chị Dân dễ thương rồi. Mập dễ thương, ai mập là dễ thương hết. Đúng không? Bây giờ dạ. Chị hỏi thiệt em là em có thích những người phụ nữ tròn trịa phúc hậu như vậy không? Em thì đơn giản lắm, nếu chung là biết thương yêu và biết nhường nhịn và biết lo lắng cuộc sống hai người gắn kết là được. Mập xấu không quan trọng. Em mập là bình, cho nó chắc dạ, thôi. Mập ok đúng không? Dạ tại vì em từng trải qua cái lúc mà em mập mà em biết mà cảm nhận ra cái đó mình hơi bị thiệt thòi. Nhưng mà em thì không có nghĩ là phụ nữ là hay là ốm hay là mập không quan trọng, quan trọng nhất là em thấy là thương phụ là nữ được. Là được rồi. Là thì em thương rồi. Tại vì em biết không, anh Linh á, là vợ của anh ốm quá. Dạ. Ốm đi rồi cái anh nhìn ai cũng thấy người ta mập hết trơn á. Dạ. Chứ thực sự người ta cũng vừa người chứ cũng đâu có mập gì đâu. Tập cho nó chắc lại thôi. Tôi nói cho ông nghe, tôi thịt nạc dâm không đó. Tôi nói cho ông biết á, giờ tập kiểu gì giờ. Nói nghe nè, dạ. Chị nói giỡn thôi. Nhưng mà em thực lòng á, ví dụ như em mơ ước là cái một nửa kia của em sẽ là người như thế nào? Mơ ước nửa của em á thì cũng đơn giản lắm, là biết
chuyện và biết thương yêu người lớn, biết tôn trọng người lớn, là không có cần phải ngoại hình. Dạ dạ, không cần ngoại hình, cũng nói chung là giản dị lắm, nhan sắc thì cũng bình thường thôi cũng được, không quan trọng nhan sắc. Con đây một. Chỉ cần tình yêu thôi. Dạ, à con một. Dạ nếu mà con một thì cũng không sao, tại vì em thì cũng quan niệm em là tự lập, mà nói chung là miễn mà sống đâu hạnh phúc là được rồi, không có quan trọng là phải. Thì con một đâu có đi. Dạ, đâu được đâu. Dạ, phải ở nhà phụng dưỡng cha mẹ. Dạ, thì em nghĩ sao về điều này? Nói chung là nếu ví dụ mà cha mẹ đi, bên nào cũng là cha mẹ, nếu mà tạo mình ra là mình phải người lớn, là lúc nào mình phải tôn trọng và kính nể, không có nên cha mẹ, cha mẹ chỉ có một thôi đúng. Dạ, không không nên phải là phải bên này bên kia, em là người lớn là bên nào em cũng là đặt lên vấn đề là mình phải phụng dưỡng người lớn. Yeah. Mà vừa rồi em nghe bạn nữ bên đây tâm sự về cái cuộc đời của bạn á, như vậy. Yeah, thì em có e ngại điều gì? Dạ không e ngại, cái đó là em, cái đó là mình không nên, nếu mà hai người tìm hiểu là quá khứ là mình gác qua bỏ quên đi chị, mình phải thương người ta hơn. Dạ, dạ đúng, tại vì là phụ nữ tốt. Là phụ nữ nó đúng rồi, nó trải qua khổ lắm. Dạ, bạn này nãy giờ okay, chia sẻ bạn ấy rất là tôi chân thành luôn á. Thì tôi có nói gì tốt đâu lắm. Tôi nói đàn trai là tôi là tôi số thấy là tôi quá ưng gia đình bên đàn trai rồi tôi đó. Tôi còn ưng đàn trai đừng nói chi ai thì đó. Thì bây giờ đó ông coi bên đàn gái tôi làm sao nè. Đàn trai sao cũng được hết trơn á, miễn là phụ nữ được rồi. Ừ. Đâu xích qua tôi coi đàn gái cái coi. Đó, tôi móc áo tôi luôn rồi nè. Dạ. Rồi. Dạ chào anh Nguyên Linh. Ha. Dạ. Dạ thấy hai chị em như nhau. Đồng màu đúng đồng tim chất luôn. Hai chị em tôi đúng một tim luôn. Đồng màu đồng chất. Dạ. Được á. Nếu hai người hợp xứng nhau. Mà, xứng mà. Xứng đó. Dạ xứng là được rồi. Không, bây giờ nói thật sự là học bóng không quan trọng hết trơn. Quan trọng đây người ta tập nó còn xuống nữa mà. Dạ. Ha. Nhưng bây giờ á, nếu như bây giờ bên đây với bên kia đồng ý thì khoảng dạ, bao lâu em có thể cho bên đây bước tới? Dạ bước liền luôn đi anh. Bước liền hả? Dạ bước liền. Mở bước cái rào quá. Anh cũng muốn là bước mà cái rào nó cản em ơi. Xong rồi cái rào quảng là em qua hốt liền á. Hốt liền. Được luôn. Dạ vậy bước khỏe liền rồi. Có về làm rễ không? Được không? À, dạ em thật sự ra thì một trong những tiêu chí của em là sẽ một là có, nếu mà có khả năng á thì hai vợ chồng sẽ ra riêng, nhưng mà cũng ở gần ba mẹ bên em, tại vì hoặc là sẽ ở rể bên nhà em, tại vì nhà em thì cũng hơi neo chí. Em ở với ai? Dạ em ở với ba mẹ. À, ba ở đâu? Mẹ em là dạ ở Long An, ba mẹ em là công an về hưu. Huyện nào? Dạ ở ngay tỉnh, ở ngay thành phố Tân An. Thành phố Tân An hả? Dạ đúng rồi. Ồ vậy khỏe rồi, sát bên thành phố Sài Gòn đây mà. Dạ đúng hả? Rồi. Rào mà ảnh còn leo qua được, mà Sài Gòn sao ảnh đi không được anh? Đúng dạ. Rồi. Rồi vậy thì ảnh là có thể về đó ở rể được ha. Nhà dạ, có hai ba mẹ thôi đúng không? Dạ, với đúng em rồi. Thôi. Đúng dạ, rồi. Ba mẹ nhiêu tuổi rồi? Dạ mẹ em thì 56, ba em thì 66. À vậy được. Ồ, rồi. Vậy là ông bà còn trẻ. Ảnh về làm trụ cột trong nhà ha. Dạ. Sửa lại mái nhà, điện nước cái gì ảnh lo hết. Dạ. Khỏe lắm. Ảnh lo cho em là được rồi. Lo hết luôn. Nhưng mà em thích bạn trai sao? Cái mẫu dạ, bạn trai của em. Mẫu bạn trai của em thì cũng đơn giản lắm. Cái điều đầu tiên là sẽ chấp nhận là ở rể. Cái điều thứ hai là không phải con một. Dạ tại vì em là con một rồi cho nên là nếu mà con một nữa thì không thể ở rể được. Dạ cái điều thứ ba thì cũng là cao hơn em một tí xíu. Dạ em không thích người hút thuốc và xăm mình, nhưng mà nhậu thì được. Dạ em nhậu với em là được. Còn nhậu với người khác là không được nha. Nhậu đế gò đen ha. Anh ơi anh nhậu được không anh? Anh nhậu được em. Dạ Long An nổi tiếng là đế gò đen đó anh. À anh thì đế nào cũng được mà miễn sao xỉn là được rồi. anh uống được nhiều không anh? Anh thì uống bia thì anh uống được chắc cỡ 6 lon, còn rượu đi chắc nghe nó rượu gò đen rồi cũng mạnh lắm, chắc anh uống chắc được xị á. Dạ em mấy chai? Vậy được rồi. Dạ em thì cũng sơ sơ khoảng 10 tới 15 chai. Trời ơi. Em yên tâm đi, em uống đi, anh đưa em về không sao đâu. Dạ dạ được rồi. Hôm nay em đi với hai em gái? Dạ hôm nay em đi chung với lại chị đồng nghiệp của em ạ. Chào chị. Dạ. Xin chào anh Nguyễn Linh, chị Hồng Vân, chào em trai. Dạ. Dạ quý vị khán giả. Em là chị bạn đồng nghiệp với Xuân An. Thì Xuân An, quen biết với Xuân An thì cũng 6-7 năm rồi. Thì em ấy thì vui vẻ, hòa đồng. Tính tình cũng tốt lắm. Nhưng mà đôi khi thì cũng tính trẻ con, có khi nóng giận rồi bất đồng. Chứ thì bản thân
tôi rất là tốt. Còn em trai bên đây thì theo em không nhận ý, từ nãy giờ thì thấy em trai cũng hiền lành, chững chạc. Đây, hai em cho cơ hội tìm hiểu nhau. Dạ, chững lắm không chị? Cũng tạm tạm. Dạ, ok á. Thấy hiền. Rồi, hiền. Bạn trai bển đi với ai? Dạ, em đi với chị em. Chị ruột hả? Dạ, chị họ. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Chào em. Dạ, em là chị họ của Phước. Dạ. Em đến chương trình cũng muốn theo ủng hộ em đó, tìm một người bạn. Dạ. Tính của em Phước thì cũng hiền lắm, hơi cọc tính tí thôi. Dạ. Thấy nhắn nhủ không? Bên đàn gái sao? Nhắn nhủ dạ, em không? Thấy thì theo chị thì bên đàn gái nhìn thì cũng được, tính cũng được đó, mũm mĩm dễ thương, mũm mĩm mà dễ thương, nhưng mà nhậu thì cũng được. Ê, nên là quá được luôn á. Nên là cũng hợp với em, chị thấy là hai đứa cũng được đó. Cảm ơn chị. Dạ. Rồi thôi bây giờ đi, ai cũng lớn hết rồi ha, mình mở rào hai bên gặp mặt đi, rồi cái được cái bấm nút cái mình tiến tới luôn. Đúng vậy. Rồi ngày mai về quê rước em, gọi là về Vinh luôn, Cần Thơ với Long An cùng chung quê luôn. Mở rào miền Tây. Bắt đầu đi em. Đứng lên nhận quà. Đến tới chương trình đó thì em có hai món quà tặng cho anh. Em được biết là anh không còn mẹ, thì đây là một cái món quà mà em muốn gửi tới cho ba của anh. Dạ, tại vì người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì ai anh nên người tài ba, nhớ công người sinh thành, vì ai mà có anh. Dạ. Tiếp tục đây rồi. Còn cái món quà thứ hai á là em món quà thứ hai nữa đấy, muốn gửi tặng anh đi. Đây là một cây sen đá, thì sen đá thì nó tượng trưng cho một cái nghị lực vươn lên từ những cái khó khăn nhất. Và cây sen đá này thì nó có hai cái vòi hoa, thì em nghĩ đây là tượng trưng cho anh và đây là tượng trưng cho em. Hai cây này quấn nhau vậy thì thôi anh về với em đi cho rồi. Dạ. Em tặng anh ạ. Anh cũng có quà tặng em. Dạ. Nè, món quà này là chính tay anh làm. Dạ. Mở ra luôn đi cưng. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Chị ơi, em đói bụng từ chiều tới giờ luôn á chị. Ồ, là chính tay của em làm á hả? Bữa nay dưới quê, ba gửi lên cho anh. Dạ, em cảm ơn ạ. Dạ, em cảm ơn bác ạ. Được đó, ăn bữa được em. Đừng ăn gì khác. Dạ. Thôi, quà cáp đã xong, thủ tục đã xong. Bắt đầu mình trò chuyện. Dạ. Anh thích phụ nữ. Anh quý phụ nữ, nhưng mà khi có em rồi thì anh quý mình em thôi, đừng quý phụ nữ nữa nha anh. Thì có một là đủ rồi, mình nhiều quá người ta nói mình tham, mà tham nhiều khi mà không được gì hết. Anh cái bản chất anh là có cái là chung tình. Dạ. Cũng hơi anh, nhút nhát. Anh thấy em sao? Em thì cũng bình thường, đối với anh thì người bình thường thì anh có cảm tình nhiều hơn. Tại vì anh có lúc mà anh có tham gia chương trình đó, thì anh cũng có nói là mập hay là ốm không quan trọng. Quan trọng nhất là cái tấm lòng và cái tâm hồn thôi, chứ vẻ hình ngoài cũng không quan trọng với anh. Dạ. Tại đôi khi em ở trong môi trường công tác là nhà nước, mà em là của bên ban chấp hành đoàn thanh niên và công đoàn của cơ quan, cho nên là em cũng hơi hoạt bát. Nhiều khi thì cũng hơi trẻ con một tí, nhưng mà thí dụ như anh chịu khó dỗ em là được. Còn nóng tính thì thật ra thì ai cũng nóng tính hết, ngay cả bản thân em trong công việc thì em cũng rất là nóng tính. Nhưng mà thí dụ như anh em nóng, anh nguội
anh nóng em nguội, hai đứa mình cùng nguội càng tốt. Không, mà nếu mà em mà nóng á thì anh biết tính em nóng á thì anh cứ nhịn, nhường nhịn hết. Dạ. À, những lúc mà anh nóng nhiều khi anh có quá lời thì cái lúc mà ấy thì em nói thì anh sẽ sửa hà. Dạ. Tại vì tính anh thì nóng thì có nóng, nhưng mà cái nhiều khi nóng lỡ lời á thì tỉnh rồi hết nóng á. Dạ. Thì nói là anh biết điểm anh sai là anh nhận lời thôi. Dạ. Không có ao lỗi thôi chứ không có hơi eo hẹp thì không có tính kỹ đâu. Công việc của anh thì có thường ngày có bận lắm không anh? À, nói chung về công việc của anh á thì bên chạy xe thì giao hàng thì nhiều khi có bữa thì có hàng, không có bữa thì có khi làm suốt, có khi làm cũng có 12 giờ phi đi xa để giao hàng đó. Cũng bên anh thì bên nhà phân phối sắt thép xây dựng của bên thép Nhật này nè. Dạ. Là phân phối cho các đại lý như thầu hay là nói chung là đâu có công trình là kêu bên hàng bên anh là điều trả hết. Rồi nếu mà hai đứa mình quen nhau á rồi sao anh? Thì tại chủ nhật anh được nghỉ mà. Dạ em thứ bảy chủ nhật em cũng được nghỉ. À, thì đó thì đây cũng gần rồi anh. Nói chung thì anh đường xa mấy anh không sợ, mà sợ nhất là em không thương anh thôi. Dạ tại vì hiện tại thì em đang học chương trình thạc sĩ cũng sắp xong rồi, thì khoảng chừng 3 tháng nữa thì em sẽ xong chương trình, thì tới lúc đó thì cũng có nhiều thời gian hơn, nhưng mà nếu như mà anh thương em rồi thì cách mấy chắc anh cũng qua được ha anh ha. Được. Dạ còn câu cuối cùng em muốn hỏi là bấm nút đi anh. Anh còn gì hỏi em không anh? Anh không có còn gì hỏi, mình thấy là được rồi. Được rồi ha. Dạ. Em có muốn hát bài gì tặng cho bạn không? Nhiều khi em hát cũng được mà sợ hơi run, không biết hát được không. Kệ nó, được nhiêu hay nhiêu. Dạ, nếu mà em hát gì hơi không khó nghe thì cũng gắng nghe giùm em nha. Rồi, đứng lên cái bình hát coi. Em đứng lên nghe anh ấy hát. Vì sao anh nhớ em thế này? Trời ơi, chưa gì đã nhớ rồi. Nhớ đông đầy trong lòng mắt, buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng. Ấm lên rồi. Dạ, em cảm ơn. Anh thấy sức khỏe em khỏe rồi, em ấm cổ nổi không? Dạ nổi. Thử coi. Thôi được. Không, ấm. Được. Thôi kệ, ngại. Không có gì đâu ngại, ấm thử coi. Dạ thôi em ngại. Dạ. Thôi để tụi em ấm riêng đi anh. À, dạ em ấm. Rồi em gái hát tặng nó đi. Dạ. Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu, nói với nhau một câu sẽ đi tròn đến cuối con đường. Nếu cho tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì anh ơi xin anh hãy cứ tin. Tin em nha. Dạ rồi. Anh dễ tin lắm. Dạ. Rồi đã, bây giờ thấy đến thời khắc mà các bạn để tay nút bấm đi. Thấy cặp này cũng họ ổn rồi đó. Đây nè, nút bấm đây nè. Ngồi xích về xích, là xích. Về Long An. Về Tân An. Chuẩn bị. Đếm luôn. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi, yes. Vô. Ngon lành luôn. Ngon lành liền. Ôm nhau luôn. Đó, ôm nhau. Đó, trời ơi, hợp. Hai người cũng hợp lắm nha. Đó. Hợp không anh? Hả, hợp. Hợp không? Dạ. Em là năng động ha. Dạ. Em là cũng có bằng cấp, có đầy đủ và cái sự giao tiếp uy tín xã hội. Dạ. Bạn này hiền. À, có một mình lũi thủi thôi, cũng cô đơn lắm. Dạ. Thôi, hay về Tân An ở luôn. Rồi có gì bạn sắp xếp vô con đoàn chở hàng ở trong con đoàn hay chở đồ đó cũng được ha. Được á. Được á. Bây giờ nè, em hứa gì với cơ quan của bà xã tương lai với gia đình hai bên đi. Dạ em cũng không có ít nói mà không biết nói gì. Em nói thật sự là hôm nay em vui lắm, mà em sẽ cố gắng là những gì mà tốt đẹp nhất là em dành cho phụ nữ, hay là vô. Dành cho vợ em. Thôi rồi ơi. Rồi xác nhận luôn rồi, xác nhận luôn rồi. Ôm luôn. Bên kia không lại luôn. Ôm chặt cái coi, ôm thật chặt, không biết coi cho đã coi. Trời đất ơi. Để nguyên, để tôi nguyên, tôi chụp tấm hình này. Để nguyên. Tấm này để hình bì rồi. Đừng đứng vô lộn. Thì đây nè, tôi né rồi. Rồi, xong. Nói chung á, hai người dễ thương lắm á. Đám cưới mới mời nha, gần ngang sát bên luôn á. Ha. Ừ. Rồi, bây giờ thì chúng tôi sẽ có những món quà dành cho hai bạn. Sản phẩm Amity. Ha.
đi ra chợ thấy sản phẩm rửa nước, rửa chén, nước rửa tay, nước lau sàn, nước giặt xả của anh Quyền Linh đó nha. Dạ. Muốn ủng hộ nha. Dạ rồi. Nếu hai bạn đăng ký kết hôn, các bạn sẽ được sử dụng miễn phí một năm luôn. Dạ. Một năm luôn một nha. Một năm cưng. Miễn phí. Con này là quà của riêng em nè. Dạ. Bộ son môi Yurika của Nhật Bản do thép Vina QA tặng riêng cho em. Dạ. Còn đây nếu như tụi em đăng ký kết hôn thì sẽ có món quà tiền mặt trị giá là 20 triệu đồng của thép Vina QA là quà cưới của tụi em. Dạ rồi, em cảm ơn. Đây cặp là này chắc chắn lấy 20 triệu rồi. Mặt hè, đi uống mọc tóc, ngăn ngừa rụng tóc gửi tặng cho hai em. Dạ rồi, đúng rồi. Rồi, xách cái này luôn. Bây giờ nhiều quá rồi, rồi xíu quá. Xuống nè. Sen đá, rồi cái gì đó dành cho ba mẹ, thấy không? Ta gửi tặng rồi. Ba mẹ dưới Cần Thơ luôn, thấy chưa? Cảm ơn em về cái nón nghe, nón đẹp quá à. Về Cần Thơ, xong rồi á, về Long An, trên đường đi luôn, quốc lộ 1 thẳng tiến. Dạ, Cần Thơ cách Long An có 2 tiếng rưỡi thôi. Em không đi phượt hoài à, tới. Em đi phượt bằng xe máy hoài sắp à. Sắp nửa đường cao tốc xong rồi, không bao giờ quá 2 tiếng, yên tâm. Rồi, thôi chúc các bạn hạnh phúc nè, đi đi tôi cầm giùm, chứ giờ sao cầm. Từ nắm tay bạn gái, đừng có buông bạn gái ra, nắm tay em thật chặt vô. Về. Về hai người nhớ tập thể dục nha.